Bill bật dùm mẹ cái điện đi. Bật cái điện cho mẹ cho nó sáng nào. Ôi trời ơi. Mệt mỏi. Thôi con đừng sủa con, mẹ mệt lắm rồi đừng có sủa. Con có mệt không? Chờ tí tạnh mưa gọi đồ ăn nhé. Con phải ăn, từ mai con sẽ nghỉ học. Con sẽ từ mai con sẽ phải nghỉ học, con không đi học nữa. Nghỉ học em ạ. Chị chính thức cho con chị nghỉ học từ ngày hôm nay luôn. Bởi vì á, mình không thể nào mình có thể gọi là ở cùng với một cái môi trường bẩn tưởi như thế được. Chị nói thật với em, một môi trường côn đồ như thế, mình không thể cho con mình đi học như thế được. Chị nói thật, không thể chấp nhận được. Em ơi, em có tưởng tượng nhá, là ngày hôm nay chị kể cho em nguyên văn quy trình của ngày hôm nay như thế này. Kể nguyên văn bắt đầu quy trình từ cái lúc mà học ở trường Mỹ nhá, Trường AAS đến bây giờ. Sau khi gặp xảy ra cái vấn đề là khi dịch Covid ý, mà con chị nó gặp trục trặc với trường Mỹ, bởi vì là trường quốc tế Mỹ AAS đợt đấy, là khi chị đóng tiền học chậm thì cho là bắt con chị phải, bắt chị là phải đóng tiền lãi các thứ này nọ kia, và không có một cái phương pháp gì để mà gọi là học hành online gì cho nó ổn thỏa cả. Và tức là nói chung là như một cái dạng là tiền thì chị đóng vào và con chị thì nó chẳng có một cái kiến thức gì cả, vô trách nhiệm, nói chung vô trách nhiệm về mặt giáo dục. Và chính vì lý do đấy nên khi chị được tìm hiểu ấy, thì chị tìm hiểu thấy là ở Sài Gòn có một cái trường gọi là top 2, đó chính là trường Ismic. Thế nhưng mà cái thời điểm bây giờ ấy, là khi chị xảy ra cái việc đấy với con chị, thì nó rơi vào khoảng tầm giữa cái tức là vừa mới kết thúc học kỳ 1, chuẩn bị là đi sang học kỳ 2. Thì bây giờ ấy, mà xin tự nhiên con mình chuyển ngang mà nó vẫn dịch Covid, cho nên là chị đã không làm cái việc đó, và chị cho con chị ở nhà luôn dịch Covid. Và đến khi ấy, mà đến cái mùa mà bắt đầu vào cái học kỳ 2 thì con nghỉ rồi nhá. Thế bắt đầu vào đến năm học mới thì chị mới cho con đi thi và test đầu vào. Mà chị phải nói thật rằng là cái test đầu vào của trường lúc bấy giờ nó cực kỳ là khó. Nó khó lắm. Con đi thi hôm đấy là gần 3 tiếng đồng hồ. Và cái cảm giác rằng là khi mà con mình ấy học nhá, học đang học lớp 5, mới học có một học kỳ 1 thôi, và đúng một cái năm chuyển cấp như vậy, mà đến khi ấy, mà con không học học kỳ 2, mà con cũng không cần phải thi vào lên cấp 2, mà con lại được đỗ như thế, thực sự cái cảm giác của người mẹ mình mừng một cách kinh khủng. Mà em biết sao không? Trường, con ơi, con nhốt cho cô và cho mẹ cái để mẹ livestream. Mà trường ấy thì nó lại phân ra hai hệ thống giáo dục. Một là American Academy, tức là hệ Mỹ. Và hai là hệ IB. IB là cái hệ là bằng tú tài. Bằng tú tài nó gọi là cái global, tức là cái kiểu hệ toàn cầu, bằng tú tài toàn cầu đó. Thế thì tại sao ngay từ ban đầu chị không cho con chị vào hệ IB? Bởi vì bên hệ IB học cực kỳ khó. Cái chỉ tiêu của những cái đứa trẻ con nó vào trong trường đấy là rất là ít, tức là những cái đứa Việt Nam chỉ tiêu nó lấy ít lắm, và hầu như là hợp chủng quốc Hoa Kỳ toàn là bố mẹ ở bên nước ngoài sang Hàn Quốc, các nước sang. Và kết quả là gì? Và con chị nó đã học ở bên này, và thực sự ra ấy là trong vòng hơn một năm vừa qua, phải nói chính xác là trong vòng 2 năm, bởi vì sắp kết thúc năm học rồi, phải nói thực sự chị không thấy nó xảy ra những cái việc gì, chị không thấy xảy ra những cái việc mà quá to tát. Tất nhiên con có về có nói chuyện với chị về những cái sự việc, ví dụ như bây giờ chị nói cho mọi người, đi nói cho cả nhà nghe là con nó thích cái cặp MLB, mà mọi người biết cái cặp MLB nó chỉ có 2,7 triệu thôi. Đi nhớ là hai, con ơi, cái MLB là hôm nay 3,9 triệu, đi không nhớ giá, 3,9 triệu. Và bà là người đưa con đi lên trên Vincom mua MLB ở đấy một cái cặp. Nhưng mà ở trong trường ấy là đã có một cái đứa có cái cặp đó. Và rồi ôi mọi người biết không, con mình là cái đứa thứ hai đeo cái cặp đó. Ngày nào nó cũng ê con này, mày mua hàng trên Shopee, mày mua hàng fake đủ thứ. Nó dè biểu con bé. Mà thực sự mình nghe xong ấy, mình nói thật là, tức là có quá nhiều những cái gia đình ấy, tức là cái nền tảng giáo dục gia đình của họ có vấn đề. Mọi người có hình dung không? Thực sự là có vấn đề. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai rất là đơn giản thôi. Mọi người biết là ví dụ như những cái bình Starbucks như này, trời ơi em mua cả 100 cái bình, mà cái bình này đối với em ấy nó chỉ làm cái vui thôi, nó không có một cái thể hiện, cái bình nó không thể hiện được đẳng cấp mọi người ạ. Cái đẳng cấp nó không phải ở cái bình Starbucks, không phải là ở cái số lượng bình Starbucks mà em sưu tập được bao nhiêu, nó không phải là cái thể hiện đẳng cấp, mà đây nó chỉ là cái thú chơi vui, mình thích thì là mình vui mình chơi thôi. Thế nhưng mà mọi người biết sao, mỗi một ngày con bé này, con ốc này này thì lại học, thì mọi người thấy rằng là nó học tốt,
Thành ra thực sự là em rất là hay thưởng cho con, em với bà hay thưởng lắm. Mà không bao giờ đòi hỏi bà với mẹ một cái gì, tức là từ bé đến lớn lúc nào cũng nhẫn nhịn. Học hành em chưa từng phải kèm cặp con em dù chỉ một buổi. Và em cũng chưa từng phải gọi con em buổi sáng dậy đi học, tự đặt báo thức, tự xuống nhà, tự hết, tự giác hết. Mọi người, em nói thật. Và đối với em ấy, không phải là mình không biết cách làm mẹ, nhưng mà nếu như mình bảo bọc con nó không bao giờ trưởng thành được. Nên chính vì lý do đấy nên lúc nào em cũng để cho con em phát triển tự nhiên, và em sẽ để cho nó một cái môi trường nó thích nghi. Và khi ấy, mà con mình ấy, nó yếu ớt, thì mình sẽ phải để xem, mình sẽ đứng ở bên ngoài, mình xem cái sự va vấp đấy nó như thế nào. Và rồi cuối cùng mọi người biết sao không, tức là lại kể về cái vụ bình Starbucks. Và con em nó mang cái bình Starbucks đến, ngày nào cũng chửi nó, ngày nào cũng kêu ê con này mày dùng cái bình Trung Quốc, mày không thấy nhục, mày không thấy xấu hổ. Nó nói như thế, xong con về con lại nói với em. Em cứ nghĩ rằng ấy, em những tưởng rằng những cái việc đấy nó là những cái việc rất nhỏ, bởi vì thực ra là ngày xưa mình đi học mình cũng sẽ xảy ra những cái việc này kia như thế. Nhưng mình không nghĩ rằng ấy là cứ mỗi một ngày ấy, những cái đấy nó lại dần dần ấy, bắt đầu nó xâm chiếm quá nhiều đến cái đời tư của bọn trẻ con. Đâu nó dã man lắm. Và kết cục là gì? Sau 2 năm dịch Covid, cách đây mấy ngày, bọn nó có một cái field trip, tức là một cái gọi là đi dã ngoại. Đi dã ngoại thì bọn này mới, trường nó mới tổ chức cho là đi dã ngoại ở Hồ Tràm. Và mình á, thì mình nghĩ một điều là này, tức là khi mà những đứa trẻ con mà nó đã vào một cái môi trường quốc tế, tức là gia đình đều có tiền. Em nói thật nhé, riêng mà để mà nói là vàng ngọc châu báu ngọc ngà ấy, thì em phải nói thật sự với mọi người là con của một thằng đầu trộm đuôi cướp nó cũng là vàng là ngọc với bố mẹ nó, chứ đừng có nói là nhà có tiền. Mình đây mình không tức là con ai cũng là vàng là ngọc thôi nhá. Và cuối cùng là cái hôm đấy khởi nguồn là như thế này. Bà ốc này mới đi, thì tức là bọn này nó mấy đứa nó chơi một cái khối bạn với nhau, và bọn nó ngồi cùng bàn với nhau, thì con danh con này là đòi ra để lấy ghế. Thì con ốc nó bảo là chị ơi ghế này có người rồi, ngồi rồi. Nó chỉ nói mỗi câu như thế thôi, chị ơi cái ghế này có người ngồi rồi ạ. Và kết cục là mọi người biết sao không, tức là nó đã hạnh hoẹ con bé này suốt cả một cái chuyến đi, tức là bởi vì con này lớn hơn con ốc 1 tuổi. Mà em nói thật với mọi người là đến ngày hôm nay em về, đến giờ phút này em vẫn đang chưa hiểu tại sao mà 4 đứa không đánh đổi 1 đứa. Em nói thật. Và nhá, bọn nó còn vào, bọn nó dùng những cái Facebook ảo, và bọn nó còn thả, và bọn nó kêu rằng là do con mình gây sự. Em nói thật với mọi người này, nếu mà giả sử ấy, mà tính nó máu chó như em mà máu cà đánh nhau ấy mà, em nói thật em đánh chết mẹ nó rồi. Làm gì có cái chuyện mà để cho 4 đứa bị 1 đứa nó đánh. Em nói thật, nghe cũng khó chịu không. Mà nhá, cái câu chuyện nó lại ở đây như thế này. Câu chuyện nó là như thế này. Ngày hôm nay là vì hôm qua em vừa nói chuyện với bà, để em chuyển cho nó sang cái hệ thống bên trường IB. Mà bên trường IB học là 800 triệu một năm, cộng với cả cái đầu vào em phải đóng thêm khoảng tầm 350 triệu nữa, là em đóng 1 tỷ 150 triệu là em đã tính là em chuyển cho con em sang đấy. Bởi vì năm nay em thấy rằng ấy, có những đứa mà nó, tức là em thấy rằng cái đầu vào, cái test đầu vào của nó bây giờ nó dễ quá. Tức là những đứa mà có khi học ở trường ngoài, học ở trường công ở bên ngoài, tiếng Anh một chữ bẻ đôi không biết cũng nhận vào cái trường này. Em thấy em quá lo lắng luôn. Thế thành ra là em nghe thấy như thế, em gọi điện lên trường, em bảo là bây giờ nếu mà con em chuyển được sang hệ B thì em sẽ cho con em học hệ IB. Và chiều ngày hôm nay thì đúng thật là như kiểu một cái điểm thế nào ấy, thì là em với cả bà mới đi đến để đón con. Mà trời, lúc đón con xong tự nhiên mình nhìn thấy con mình mắt nó sưng húp, xong tại vì nó cứ giấu tay như này thì em không có biết. Và gì, thế là em còn đưa con em đưa con em đi sang bên hệ trường. Ôi em nói thật, em ơi, nhiều lúc mình cũng ngồi mình nghĩ bụng mình, thực ra là mình cũng vừa thương mà mình vừa bực con mình, là nếu nó nói ngay lập tức cái lúc đấy là em đã xông vào trường rồi. Nhưng mà không, con em nó không nói được cái gì mọi người ạ. Nó cứ để cho em đón về. Và câu chuyện này nhá, là nó đã đánh con này từ ở trong trường rồi, chứ không phải là câu chuyện đánh ở ngoài trường. Và đánh ở trong trường xong bắt đầu nó còn gọi hội gọi hè, nó kéo đến cổng trường. Thì bắt đầu hai cái chị lớp lớn là chị gái của cái đứa bạn thân của con này, mọi người hiểu không, thì mới ra bênh một phát, nó đập luôn cả ba con kia luôn. Thế là 4 con bị ăn đòn một lúc. Nhưng mà con Mỹ Anh sợ quá mọi người ạ, sợ không biết nói mẹ như nào, từ đâu như nào để cho mẹ đi sang bên trường bên kia cùng với bà. Tất cả kiểu cả nhà em về, nó với cả bà còn đi sang trường. Trời ơi mọi người ơi, chụp ảnh quá trời chụp ảnh. Bà bảo thôi bây giờ cố gắng làm sao ấy để cho con nó học ở trường bên này đi, chứ bây giờ nếu mà đi nước ngoài ấy, thì bây giờ thế này thế khác, tức là đi nước ngoài nhiều cái nó bất tiện. Tại vì không có bà muốn là, nói chung là bà rất là yêu thương ốc, cho nên là bà muốn bà được chăm sóc cho nó, mọi người hình dung không. Mà lại nhất là bây giờ mọi người thấy rằng em làm gì có chồng có con nó thứ gì, em làm gì có chồng đâu, em chỉ có mỗi con thôi, em là mẹ đơn thân như thế. Nhiều cái bà cũng muốn ở bên cạnh để bà có gì bà sẽ hỗ trợ, mà kể cả em có đi bước nữa bà cũng sẵn sàng. Bà cuối cùng là gì, trời ơi mọi người ơi, đến xong có biết cái gì đâu, thì đang trên đường về, 1 tiếng đồng hồ em đi thăm cái trường bên IB, bên trường bên kia, Ismic IB,
Bà về bà có nói một câu, bà bảo là con ơi hay chuyển sang bên này nè. Mà em bảo con nói thật với mẹ, nếu như mà một năm mà 1 tỷ mấy như này á, thì thôi đi sang nước ngoài mà học. Bởi vì cho dù ở Việt Nam ấy mà có bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì cũng không, nó vẫn chỉ là Việt Nam mà thôi. Mà nhất là bắt đầu tự nhiên không hiểu sao nãy em nghe cái mùi mà em cứ nặc, em đòi là em cho con em đi nước ngoài. Mọi người ạ, chiều ngày hôm nay là em đã nói chuyện rồi với cả một chị ở bên Úc rồi, và em nói chuyện cả bên Sinh để em cho con em đi rồi. Chứ còn em thực sự em không hiểu sao ấy, tức là kiểu đúng thật mình là mẹ, cái kiểu như là cái linh cảm của cái người mẹ ấy, nó khó tả lắm, mọi người hình dung không? Thế đến lúc mà bắt đầu đang trên đường vừa mới ra khỏi trường về một cái thì á, là mọi người biết sao không? Tức là mấy đứa kia bị đánh, mấy cái đứa bạn ấy vì đi ra bênh bị đánh thì bố mẹ lao đến trường nhá, nhà trường không giải quyết luôn, mọi người tưởng tượng không? Không giải quyết và đuổi phụ huynh đi ra khỏi trường. Chỗ nhà bố mẹ nó đứng tức tối các thứ thế này thế kia rồi, đứng bực mà chỗ nhà người ta không có cái khiếu ăn nói như em. Em xin lỗi nhá, em nói thật như này này, mình lịch sự, rất lịch sự với người lịch sự, còn xin lỗi mà để máu chó ấy mà, để mà xin lỗi em bảo là đến một ngày mà em chửi bậy thì em không kém ai, em nói thật. Nhưng mà ấy, bây giờ mọi người thử nghĩ xem. Thế con ốc nó mới bảo với em là mẹ bây giờ mẹ có thể đến trường không, bố mẹ các bạn con bây giờ đang ngồi chờ ngoài trường, chờ từ nãy đến giờ các thứ, bây giờ mẹ đến được không, hôm nay bọn con bị đánh. Trời ơi, lúc đấy nó nói bị đánh xong em kiểu em đang lái xe em quay ra em ủa sao thì em mới nhìn thấy con em là sút rát hết rồi, coi như là bị nó đấm cho một cái vào ngực mọi người ạ. Tức là con đấy, nói chung là con đấy cũng thuộc loại là cũng là đao pháp đấy, tức là nó đấm bụp phát vào ngực này, con bé khó thở xong một kiểu nước mắt nước mũi, mà kiểu mọi người hiểu cái cảnh ấy. Con nhà mình ấy nó bị sang chấn tâm lý, bởi vì mọi người biết sao không, tức là nó đang sống ở trong một cái môi trường vô cùng là một cái môi trường mà vô cùng là mình đang cố gắng, rất là cố gắng, mọi người hiểu không, em đang rất là cố gắng để làm sao em tách con em ra những cái xấu, em tách con em ra những cái mà này kia, tức là em đã biết là cái hoàn cảnh của em nó như thế nào rồi, cho nên là em rất là sợ là nếu mà em cho con em ở trong trường công lập ấy mà ví dụ như nó không có cha thế này thế khác, thế cho nên là em bằng mọi giá em đã phải cố gắng để cho con em học trường quốc tế. Và em nghĩ rằng cái môi trường giáo dục quốc tế là một cái môi trường mà mình có thể hoàn toàn tin tưởng được. Mà mọi người biết là riêng bố mẹ ở trường quốc tế ấy, thì là bố mẹ sẽ giao phó, bởi vì sao, chúng tôi bỏ ra rất nhiều tiền để chúng tôi làm sao, chúng tôi sẽ giao cái trách nhiệm giáo dục dạy dỗ môi trường tất cả mọi cái nền tảng này kia để cho các con chúng tôi có một hành trang để bước vào đời. Chứ mẹ tôi cũng phải là tôi mang con tôi đi học xong để bị ăn đòn như vậy. Nhưng mọi người biết sao không, cái cách hành xử thế này này, cái cách hành xử thế này á, mới là khốn nạn này mọi người này. Thì khi đấy á, là bắt đầu là mãi chị phụ huynh của ba chị kia là nhà có ba đứa con thì hết hai đứa bị đánh, mà một đứa thì chơi với ốc, còn một chị nữa là nhà có một đứa đó. Thế là tức là tóm lại là bây giờ là phụ việc có 4 đứa. Mà trời ơi, mọi người không, các chị đấy không làm được một cái gì luôn mọi người ạ. Bởi vì ở trên đời này á, tất cả những cái người mà hiền ấy mà coi như chưa nói mà đã bị ép tim với cả kiểu không, kiểu máu chó lên được ấy, mọi người ơi, không bao giờ đi giải quyết được cái việc cái gì. Chúng ta chỉ có thể lịch sự được trong những cái trường hợp lịch sự. Thì đây em mới nói mọi người, thế là em phi. Trời ơi, em phi đến trường, em phi quá trời quá đất luôn, em phi xong rồi. Mà mọi người biết là cái lúc đấy ấy, mặc dù em đang rất cố gắng lái xe, em vẫn còn đi lạc. Em lạc bên quận 2, em cứ lạc này. Xong mẹ em bảo con ơi sao đi xa thế, mà trong khi đấy lúc từ bên này sang bên kia nó rất là gần. Và cuối cùng là gì, em đến trường. Trời ơi, phụ huynh mọi người ạ, không hề được mời vào trong trường. Em nói thật chứ, mà em thấy gia đình em đến một phát, là em bảo là bây giờ tôi muốn đi vào gặp ban giám hiệu. Thì nhà trường định không cho vào. Thì ngay từ lúc ở cổng là em đã định live stream rồi. Em bảo nếu như bây giờ không cho tôi live stream, nếu bây giờ mà không cho tôi vào, tôi chắc chắn tôi sẽ live stream, và tôi sẽ live stream ngay từ ngoài cổng luôn. Thì cuối cùng là người ta cho vào. Và khi mà cho vào ấy thì thằng bố của cái con kia ở một phòng, và con này, con danh con này ở một phòng. Và cuối cùng là mọi người biết sao không, em vào ấy là đầu tiên là em mình vào, mình đang nhìn thấy con bé ngồi trong đấy. Thì em vào, em bảo là con ơi, con có thể cho cô biết là tại sao con đánh bạn được không? Em nói nguyên xin như thế. Đó, cô là ai? Mặt nó sốc lên như thế luôn. Thì em mới nói là cô là mẹ của bạn con đánh. Thế con có thể cho cô biết được không? Thế xong bắt đầu nó định lấy máy ra nó quay. Em bảo con cứ quay thoải mái, bởi vì ở đây ấy, cô chỉ đang muốn hỏi con là lý do tại sao con đánh bạn thôi. Thế thì đang câu chuyện nó đang như thế thì tự nhiên một thằng thầy ở đâu bay vào mọi người ạ. Get out of my room, tức là mẹ mày cút ra khỏi cái phòng này của tao, các thứ thế nọ thế kia. Trời ơi mọi người ơi. Ủa cái gì vậy? Mọi người có hình dung không? Bởi vì cái câu chuyện ấy, em nói mọi người nghe như thế này này. Cái câu chuyện rằng nếu như chúng ta ứng xử văn minh với nhau thì chúng ta mới nói chuyện với nhau văn minh. Còn em xin lỗi nhá, thích đầu đường xó chợ ấy, thôi chửi nhau đi cho nó dễ nói chuyện. Em nói thật, đừng nói cái giọng đạo đức giả xong mày nói là bây giờ mình phải thế nọ thế kia. Này,
con tao là người đang bị đánh. Ok, con tao là người bị đánh. Chúng mày định là ngụy biện đến như thế nào? Và tao chỉ hỏi chúng mày như thế thôi. Chúng mày bảo là nó đi gây sự. Nếu mà nó mà đã là một đứa dám gây sự nhá, nó mà là thuộc loại một dạng tổ kiến lửa mẹ như tao ấy, mà tao đi gây sự, tao xác định là tao chỉ có đi đánh nhau thôi. Mọi người công nhận không? Còn cái đứa ấy mà đã để cho mẹ bốn đứa bị một con bắt con nó đánh như thế ấy, thì mọi người biết là bọn này nó gọi là nó vô hại, nó không có một... Em nói thật, em về em nghĩ em điên, em nghĩ điên dã man luôn. Mọi người bảo em là cho con em đi học võ đi. Em nói thật, bây giờ nếu mà trong cuộc sống ấy, nếu chúng ta chỉ cần ăn miếng trả miếng, chúng ta đáp nhau cái kiểu như vậy ấy, thì vô hình chung là tự dưng chúng ta sẽ dạy con chúng ta một cái này khác. Tức là dạy con chúng ta tự nhiên trở nên mất dạy, trở nên thế này thế khác. Bây giờ mình dạy nó tử tế, chưa chắc nó đã tử tế. Em nói thật nhá, mình dạy nó tử tế, nó chưa chắc nó đã tử tế. Thế bây giờ em thử hỏi mọi người bảo đi đánh võ. Nếu mà bây giờ ngày hôm nay bốn đứa kia biết võ, mẹ nó đánh con kia nằm xuống đấy, thì bây giờ sự việc nó đẩy xa đến đâu? Em chỉ hỏi mọi người như thế. Và cái sự việc của em ở đây, em nói thật là gì? Em hiểu được rằng là ấy, mọi người hiểu được cái nỗi bức xúc của em. Và mọi người bây giờ ấy, mọi người cũng đang tức là mọi người cũng đang rất là kiểu, mọi người cũng đang rất là bị hoang mang ấy. Các tình yêu hiểu không? Mọi người đang bị hoang mang bởi vì sao? Bởi vì trời ơi, đến cái môi trường giáo dục quốc tế, đến một cái trường quốc tế như thế, đến một cái nền văn minh như thế, mà còn bị đánh như thế, thì bây giờ thử hỏi xem, giáo dục của Việt Nam và học ở những cái trường này trường kia, mà học những cái trường học sinh cá biệt, học sinh giáo dưỡng, thì con mình nó bị đập nào? Và em nói thật này, em đang cho con em đi học, chứ em không cho con em đi bộ đội. Em không đang không cho con em đi vào một cái môi trường để bị ăn đòn cho nó quen. Không phải tù, không phải giáo dưỡng, không phải đi phục hồi nhân phẩm, mà con em đang đi học. Ok, mọi người có hiểu không? Và cuối cùng là gì? Trời ơi, nó làm em tức quá trời tức luôn. Bởi vì em nghĩ một điều này này, em nghĩ một điều rằng là tại sao ngày hôm nay em chửi thằng thầy nó ngu? Bởi vì sao? Mày trước hết, nếu mày muốn người khác tôn trọng mày, mày phải tôn trọng người ta trước đã. Mày phải hiểu được cái nỗi tổn thương và cái sự sang chấn tâm lý và cái sự sốc của cái gia đình của những cái người mà người ta đang bị đánh. Mày phải phân biệt được là đâu là người đi đánh và đâu là người bị đánh. Và người bị đánh thì luôn luôn là người bị tổn thương. Chứ mẹ nó đánh xong nó sướng bỏ mẹ, nó đi ra nó chào đấy. Bố con nó ra nó chào, vẫy tay chào mọi người à, vẫy tay chào nhau. Và thấy bảo là nhà anh đấy là quen công an, nhà gia đình có công an cốp to, cỡ to lắm. Em xin lỗi nhá, có cốp rời, nhà mày có cốp rời luôn. Cứ yên tâm rằng gì, từng bây giờ mấy mọi người xem 500 cái share ở trên Facebook đấy ấy, mày cốp đi, mày thử cốp hộ tao cái. Này xin lỗi mày luôn, chứ bây giờ cứ đến thứ trưởng bộ công an, chứ đến có ông rời đi chăng nữa nhá, thì cũng không đỡ được. Bởi vì nên nhớ rằng quan nhất thời mà dân vạn đại, chỉ có dân bọn tao thôi, dân ngu cu đen này ấy mới là mãi mãi thôi, còn quan nó chỉ có một thời thôi. Ok, lo mà sống tử tế còn không ăn ai, chứ đừng có mà nói là lo mà sống là vì quen vì biết. Còn tao cứ đúng luật, ok, con tao bị đánh nó như thế, tao cứ đúng luật và tao làm. Và kết cục là gì, em kể cho mọi người nghe. Hai bố con nhà kia được vào coi như là xoa dịu tinh thần này nọ kia, còn mấy bọn em ấy là bây giờ ấy, nó thì mọi người không nghe thấy à? Khi mà em đi vào một cái là em đã bị cắt hẳn một cái cảnh quay đầu tiên rồi, là em bị nó đuổi rồi, mọi người hiểu không? Thì bắt đầu em mới nhảy lên, em mới lên cơn điên. Em lên cơn điên thì nó bảo là bây giờ nếu như ấy mà em không bình tĩnh nó sẽ báo công an. Trời ơi, mày báo cái gì công an? Ủa, mẹ tao có phải tội phạm đâu mày đi mày báo công an à trời? Nếu mà bây giờ mà tao vác dao vác kiếm mày, tao làm cái gì vào đến đấy nhá, thì mày báo công an thoải mái. Trời ơi, tao chỉ là một con đàn bà mồm to thôi. Và mồm to và tao có văng tục chửi bậy đi chăng nữa ấy, thì xin lỗi nhé, tao văng tục bằng tiếng Việt, tao nói bằng tiếng Việt có dấu. Còn chúng mày Tây chúng mày nghe đâu có hiểu đâu. Ok, tao chỉ chửi cho người nghe, đâu người nào nghe, tao chỉ chửi cho cộng đồng mạng, mọi người cùng nghe, mọi người cùng hiểu nỗi bức xúc của tao thôi. Chứ còn nếu mà bây giờ mọi người bảo là em là thế nọ, em là thế kia, hay là bây giờ phải vào như thế nào, hay là vào là phải bây giờ anh chị ơi bây giờ thôi cho em xin lỗi, tao năn nỉ chúng mày rồi thế nọ thế kia. Này còn em xin lỗi nhá, học thì học không học giải tán. Có vậy thôi. Học về học không học thì thôi. Em không học trường này, tao học trường khác. Ở Việt Nam không chứa tao á, tao đi sang nước ngoài. Vậy thôi. Thằng bố nó còn dọa là ra. À bọn nó còn ra, bọn nó còn cầm mã tấu các thứ, bọn nó còn đứng chờ sẵn rồi. Em nói thật chứ, hôm nay em chỉ mong thôi, hôm nay em chỉ mong đổ máu thôi. Em sẽ đứng cho chúng nó đánh luôn á. Em chỉ mong mỗi thế thôi, để em xem là cái câu mà con này nó nói là mày mày có biết tao là ai không. Em sợ quá, mà con ắt con học lớp 8 mọi người ạ. Bây giờ đã biết mày có biết tao là ai không à mọi người. Đây là một cái bệnh ảo tưởng sức mạnh nhá. Ok,
mày có là con ông giời mà mày gặp cái thằng cùn ấy mà bà lại đéo có gì để mất ấy, thì tao cũng xin lỗi mày luôn. Ok, một mạng đổi lấy một mạng, có cái gì đâu, làm gì mà căng. Thế mẹ đi cho nó vuông, mày đi, mày lại còn dọa, mày dọa ngày mai con tao đến trường mày đánh tao, mày giết con tao á. Ui dồi ôi, tao lại sợ quá, tao sợ quá mọi người ạ. Nó dọa luôn đấy, nó còn nhắn tin là ngày mai nó sẽ đến trường nó xử tiếp. Em ơi, thế không lẽ bây giờ là em bây giờ cứ mỗi một ngày em hỏi mọi người, hay bây giờ mỗi một ngày con em nó đi học từ giờ đến lớp mùng 4 tháng 6 nó đi học, bây giờ mỗi một ngày em sẽ phải đến trường, em sẽ phải đi cùng với cả con em, xong rồi em phải chờ con em mẹ nó vào nó học đến giờ nó ăn nó uống, thì em cứ phải đi một kèm một thế là hay như nào. Em ơi sợ quá mọi người ạ. Ôi dồi ôi mọi người ơi, ngày hôm nay em chỉ nói với mọi người là gì, riêng bốn đứa trẻ con, tức là mình hiểu rằng cái nền tảng giáo dục của gia đình và cái nền tảng giáo dục từ nhỏ nó là như thế nào, nó rất quan trọng. Nó gọi là cái background, mọi người hình dung không? Nó gọi là một cái profile, tức là một cái gọi là một cái background, cái thứ này nó kia. Người ta nói một câu ấy là cha nào con đấy đúng thật không sai mọi người ạ. Thôi mọi người tưởng tượng không? Và nhá. Và ngày hôm nay ấy thì em mới hiểu một điều là cái sự khác biệt giữa một cái giữa những cái đứa trẻ nó được học ở trong môi trường quốc tế từ bé là như thế nào. Tức là bọn nó không có thói quen soi mói nhau, không có cái thói quen hằn học nhau, nó không có thói quen đâu, nó không có thói quen đi đánh nhau mọi người ạ, bởi vì đối với bọn nó nhân quyền nó rất là cao. Còn ngày hôm nay em đã hiểu một cái câu chuyện là gì ấy, kể cả hệ thống trường quốc tế, khi mà đói mà thiếu tiền ấy mà, thì cái thành phần mà cầu bơ, cầu bất, cặn bã cỡ nào đi chăng nữa, mà có học ngu, học dốt đến cỡ nào, và giang hồ dạng háng như nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ nhận. Đó. Và câu chuyện nó là như thế. Tức là bây giờ là cái gì? Cái vấn đề là cái đồng tiền ấy, nó bây giờ nó là nhất rồi. Tiền là tiên là Phật rồi. Mọi người hình dung không? Đó. Nên là lý do là tại sao như thế. Và cuối cùng là chốt hạ ấy, là mọi người biết là trường nó không làm việc với cả bên phía các gia đình luôn. Mặc dù các con bị oánh cho như thế và nó không làm việc, mà nó tống mẹ cổ, nó đuổi thẳng cổ đi về, và nó áp tải hai bố con kia đi như mẹ ông hoàng bà chúa. Ôi dồi ôi, như đi như hoàng thượng với cả cách đi về. Còn bọn em ngồi như một lũ chó điên ở trong đấy, và nó đuổi và nó bảo chờ đến công an, và đến thằng công an đến để nó giải quyết, mẹ nó còn hằn học, nó còn hạnh hoẹ em. Em nói thật sự với mọi người ấy, nếu mà để mà nói với công an ấy thì nhà tao một lò công an. Hạnh hoẹ cái gì? Mày hạnh hoẹ cái gì nào? Hả? Mọi người hiểu không? Bây giờ mày hạnh hoẹ cái gì? Bây giờ xử lý như thế nào á? Bây giờ xử lý thì chị vừa mới cho con đi bệnh viện xong. Chị vừa cho con đi bệnh viện, thứ nhất là khám chiếu chụp, và sau ngày mai chị lại tính tiếp. Có vậy thôi, chị cứ tính thế thôi. Còn riêng cái vụ này cứ xử đúng luật. Còn ngày mai sẽ có một cái hệ thống của bên sở giáo dục, bộ giáo dục các thứ vào, mọi người sẽ vào làm việc, và ngày mai sẽ có báo chí, thế thôi. Nó muốn tới đâu thì mình chơi nó tới đấy. Thế thôi, bây giờ nó muốn tới đâu thì tao cứ chơi truyền thông. Mày có quen ông rồi, mày quen đi tao chơi truyền thông, có vậy thôi. Tao không dùng cái Facebook này nhá. Mày có làm hack Facebook này của tao, tao sẽ dùng Facebook khác. Mai tao lập cái khác, mai 500 anh em lại vào, mọi người lại ép Facebook mới cho em. Ok, em sẽ có một cái Facebook khác, có cái gì đâu. Và mọi người có hình dung không? Cái yếu tố tâm lý là cực kỳ là kinh khủng. Bởi vì sao? Tức là bọn mấy đứa trẻ con bây giờ nó bị sốc, nó bị sang chấn tâm lý ấy, mọi người. Trời ơi, cứ khóc, khóc hoài, không biết làm gì, trời ơi, cứ khóc không à. Mọi người thấy thương không? Em sao nó khốn nạn thế nhỉ mọi người nhỉ? Chị lưu, em ơi, cái live stream cũ ấy là rất nhiều người lưu, chị không cần phải lưu. Bây giờ chị có cỡ nào trong nữa là rất nhiều người, mọi người có live stream của chị, mọi người đã lưu hết vào rồi em ạ. Cho nên là chị không cần phải lưu luôn. Còn em yên tâm là đã sẵn sàng rồi nhá. Nếu như ấy mà bây giờ chị làm việc với công an mà chị không làm việc được ấy, thì chị cứ báo chí chị làm. Thế thôi. Còn chị có gì để mất đâu em. Chị chẳng có gì để mất cả. Còn bây giờ ấy, nó muốn trả thù chị thì chị nổ luôn địa chỉ cho nó đến đây nó đánh chị. Có gì đâu. Chị sợ quá em ạ. Chị nhá, chị nói thật nhá. Chị đã cùn thì còn to mồm cơ. Ok. Chị đã cùn không? Chị đã còn to mồm cơ. Chị đã bảo là bây giờ thì mẹ tao tang chán sống lắm đây. Giết mẹ đi. Khẩn trương. Xem là bây giờ thằng nào, ông nào, thằng nào nào, chống lưng nào. Chống lưng đi nào. Lộ cái mặt ra cái coi. Có cái luật gì mà cái mẹ cái
bây giờ mọi người thử thấy em hôm nay chiều nay đi live stream, có một thằng công an đến, ta gọi là thằng công an, bởi vì á là nếu công an mà tử tế thì gọi là chú công an, thế nhưng mà không tử tế ta gọi là thằng công an, là tại vì khi mà nó đến ấy là nó đã ghi nhận được cái sự việc, chắc ở nhà con này đã gọi điện mà đã gọi là nói rằng là đấy ta quen các thứ này nọ kia rồi, mọi người hình dung không? Đến nó hỏi chị xong bắt đầu nó ra nó quát đi, hỏi chị thế nào xong các thứ này nọ kia, xong mình đang trình bày xong nó ra nó quát, nó bảo là chị không được quyền yêu cầu tôi. Ôi dồi cái mả cha nhà mày, tao sợ mày quá cơ ấy, công an chỉ là bạn của dân thôi, trời ơi. nó ra nó bảo với cả Bi là chị không được yêu cầu, này công an chỉ là bạn của dân thôi, và ấy không biết thì thưa thốt, mẹ biết thì dựa cột mà nghe, có vậy thôi. Và mày công an dăm bảy loại công an mọi người ạ, có những công an họ học hệ chính quy, họ ra đường họ ăn nói rất là đàng hoàng, còn có những cái thằng mà nó học cái kiểu ngang ngang ngửa ngửa ấy, mà học cái kiểu mà tự nhiên học đến lớp 8 mới vào trường quốc tế ấy, xong đi đánh người ấy, học cái kiểu đấy ấy. Cái đó chỉ trả lời mọi người được như thế thôi, mọi người hình dung không? Xong ra nó dọa, trời nó ra nó dọa, mà mọi người biết sao không, công an cái kiểu gì ấy, mà đi ghi cái bản tường trình, xong rồi bây giờ con của Bi bây giờ mới có 12 tuổi mà chưa đủ 18 tuổi, chưa đuổi tù vị thành niên, mà nó lại đi nó làm việc một cái đứa 12 tuổi và nó không làm việc với người giám hộ cho trẻ em. Em ơi sao chúng mày là cái loại đầu đất, chúng mày là lũ đầu đất, chúng mày mới xử lý kiểu ngu xuẩn như thế, mọi người công nhận không? Mà chúng nó đang xem đấy, chúng mày công an mà chúng mày đầu đất, chúng mày là công an đi chăng nữa thì chúng mày đang đầu rất là ngu. Công an làm việc phải có trình tự, phải đúng thứ tự, phải đúng pháp luật. Thế chúng mày không thể nào mà chúng mày đòi là chúng mày là công an đâu, chúng mày đến đâu, chúng mày dọa, mày nạt nộ tao, mày nạt cái đéo gì mà nạt, tao sợ quá. Em ơi, nạt nộ á, mày nạt nộ mày bắt tao à? Hay là mày bảo tao là bây giờ tao đang gây rối trật tự công cộng? Mày làm mẹ cái gây rối mẹ không? Mày làm cái gây rối trật tự công cộng đi, tao lên tao nộp phạt xong, có gì mà căng. Còn nhá, riêng mày có là công an ấy, ai sai đâu xử đến đấy. Tao chỉ là một người mẹ có một đứa con bị đánh và tao cảm thấy vô cùng bất bình và bức xúc, thì tao phải đứng ra để coi là tao sẽ thay cho con tao, để tao đứng ra tao nhân danh tất cả mọi thứ để tao làm việc cho con tao. Ủa hà cớ thì mày đi mày cấm tao? Mọi người thấy nó ngu không? Mọi người thấy nó ngu không? Sao nó bảo là chị không được quay tôi? Mày tao không quay mày, tao lấy đâu ra tư liệu để tao ra tao nói chuyện? Ơ hay, mày là cái gì? Còn mày bảo tao không được quay mày và tao vẫn cố tình tao quay mày ấy, mày bảo tao thế nọ thế kia thì mày kiện mẹ đi, lại kiện. Trời ơi, cứ thằng nào việc thằng nào tao đấy kiện. Thế mẹ đi cho nhanh. Công an thì mẹ làm việc thì ngu. Xong nó bảo là tôi không nói chuyện với chị, thì mày không nói chuyện với tao, mày nói chuyện với ai? Mày nói chuyện với bố mẹ mày à? Bố mẹ mày đến đây xử lý được việc à? Tao là mẹ của con bị đánh mày không nói chuyện với tao, mày bảo mày nó đến nó bảo nó tôi không muốn nói chuyện với chị. Ngu không? Thế còn nhà trường ấy, nhà trường lại bảo là cái việc này nhờ tôi sẽ cho hai bên gia đình số điện thoại để tự giải quyết với nhau. Ô hay, ô là như thế nào, mọi người hiểu không? Cho hai bên gia đình gọi điện để xử lý với nhau. Thế bây giờ mày muốn là hai bên gia đình chúng tao, ba bên gia đình chúng tao hẹn nhau ra chém nhau á, hay như thế nào? Hay là xử luật rừng, hay là cậy là có công an bảo kê, xong rồi bắt đầu hẹn ra đánh nhau, xong ví dụ tao mà gọi hội ra một cái mà gọi công an mày báo mày hốt tao, hay như thế nào? Tao sợ thế, sợ quá. Trời ơi là trời. Và ấy, em nói cho mọi người nghe nhá, một câu chuyện, đây là một câu chuyện, nó chỉ là cái câu chuyện là mấy đứa trẻ con đi học. Và khi mà nhà trường ấy, cái trách nhiệm của nhà trường với phụ huynh mà không có, nó sẽ vỡ lở như vậy. Và ấy, là em bây giờ em đang rất hoài nghi về cái việc chất lượng giáo dục của nhà trường. Bởi vì sao? Bởi vì một đứa ở trường ngoài không hề học trường quốc tế, học 7-8 năm ở trường ngoài, học 8 năm ở trường ngoài, bởi vì con này nó mới vào trường được có 2 tháng nay thôi. Mọi người hình dung không? Nếu mà thực sự nhà mày có tiền ý, mày vào mẹ nó từ cái lúc như con tao đi. Mẹ tao không có tiền, tao còn cho con tao nó đi học được từng đấy năm đấy. Tao cho học hai đứa, mẹ học từ bé cơ. Tao là lại không có tiền, tao còn không có quan hệ cơ, mà tao còn cho con tao đi học được như thế. Thế sao chúng mày có tiền, chúng mày thượng đẳng ấy, chúng mày buôn ô tô, trời ơi, chúng mày đầu gấu, chúng mày không cho con mày đi học mẹ nó từ cái lúc mà nó mới đẻ ra đi, cho nó hoành tráng. Mà nhá, nếu mà cho học từ lúc đấy khả năng lại rất văn minh, mọi người hình dung không? Khả năng lại văn minh. Nhưng mà mẹ, tại vì ấy, xét cho cùng ấy,
là đã gọi là thích giang hồ ra ngã mặt, mà đúng là đấu số nó hôm nay nó đen, là vì nó mẹ chọi mẹ và con của mẹ Thủy Vi. Mà em thì em chả có gì ngoài truyền thông với cái mồm cả. Em nói thật, em sợ gì chửi. Mọi người bảo em không nên chửi, em đứng trước cái này em không nên chửi. Thế là con mọi người bị đánh, mọi người đứng, mọi người xin lỗi, anh ơi em xin lỗi anh, em anh ơi em lợi anh ơi anh tha lỗi cho các con em. Mà ai bảo các cháu nhà anh đừng đánh con em nữa hả? Quên con mẹ chúng mày đi nhá. Ok. Bố mày thách mày luôn đấy. Ở đấy mà đánh con tao nữa, tao thách luôn. Nói chung là cũng gọi là gây chuyện với con, ý là không có đụng chạm, nhưng mà xong mới vô comment bảo cái gì mà cô nói như vậy là thấy rồi còn đi chửi trường đấy. Quyền của tao là được quyền nói, tao nói không được thì tao chửi, đây là quyền của tao, có vậy thôi. Ok, tao nói như vậy là bây giờ tao chỉ hỏi thử xem mấy cái đứa mà con cái mà ta không hiểu nổi đấy. Các cháu ơi bà Bi Vlog hỏi cái các cháu ơi các cháu học ấy, thì bây giờ các cháu học đầu các cháu mọc tóc à các cháu ơi, eo cô trợ các cháu quá luôn các cháu ơi. Eo cô nói thật sự với cả các cháu luôn là ngày hôm nay nếu mà cô ăn của cô ấy mà nó có bị làm sao cô thịt các cháu luôn các cháu ơi, mà ngày mai cô cũng khỏi với cho con cô học ở trường đấy luôn các cháu ơi. Cô ở quê mà, quê cô Thanh Hóa đấy. Ok. Nói các cháu ạ, ngậm mồm lại. Các cháu về các cháu hỏi thử các bố các mẹ các cháu đi. Cô nghĩ rằng bố mẹ các cháu là người người biết phải biết trái đấy. Các cháu đang sai đấy. Ok, cô thợ cái giáo hóa luôn các cháu ơi. Các cháu ăn thịt cô à? Hay làm gì hay gọi bố mẹ đến ăn thịt cô. Cô trợ quá. Mẹ coi con, mẹ cơ ốc coi con làm sao mà cái toilet ngoài này thối ung thùm ấy. À tại vì là mưa. Con đây, mẹ đang có một cái nguồn cơn. Mẹ yêu cầu con đi vào trong nhà nhá. Mẹ đang có một cái nguồn cơn, con để cho mẹ có được một sự tự do xả lũ một cái, ok? Hả? Hay bây giờ như nào? Bi tin chắc rằng không có một cha mẹ nào muốn con mình như thế. Nhưng mà có những cái cha mẹ là muốn con mình nó giống mình. Nó giống mình ở cái chỗ ấy, là mất dạy, coi trời bằng vung, nghĩ rằng bố mày quen với ông nọ bà kia rồi bố mày không sợ ai. Ôi dồi ôi. Tém lại các anh chị ơi, em thở lắm, em nói thật đấy. Em thở lắm luôn ý. Em nói rồi, chó chủa là chó không cắn nhá. Ok. Các anh chị chủa cho nhiều và đứng chỉ tay cười cho nhiều vào, xong rồi đến lúc mà cộng đồng mạng ấy, mọi người tìm được ra thông tin, mọi người chửi từ nhà, chửi từ trên nóc, chửi xuống ấy. Lúc đấy mới biết thế nào là lễ hội, hiểu không? Sao hôm nay mọi người nghe đấy, mọi người thấy sướng không? Nghỉ nửa hiệp. Mọi người nghe xong mọi người có sướng không? Xong mày đi đánh người ta, xong bắt đầu lại đổi cái sai. Mày đổi sai mày bảo vì tao chửi nên con tao bị đánh. Ủa nó liên quan gì? Nghe mọi người nghe thấy buồn cười không? Chúng mày đánh tao này, gọi tao ra này, đánh tao này, bố mày đang chửi đây này. Tình là ngủ không? Trời ơi. Mọi người ơi, Mọi người hãy giúp Bi một việc, rằng là mọi người hãy share. Mọi người làm ơn share đi. Mọi người share dùng Bi, nó sẽ có kết quả. Không bao giờ câu chuyện nó sẽ không có kết quả được. Bởi vì sức mạnh cộng đồng mạng nó lớn hơn rất 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 là nhiều. Những cái người mà gọi là ông hoàng bà chúa với ông tướng, mày biết bố tao là ai không? Biết bao nhiêu cái, biết bao nhiêu cái tấm gương mà mày biết bố mày là ai là đã đi ăn cứt hết rồi. Mà tại sao chúng nó không chừa nhỉ? Em ơi, tao nói thật. Cái thứ Bắc Kỳ bọn tao ấy mà. Cái thứ Bắc Kỳ bọn tao ấy là đéo thích chửi nhau, thích đánh mẹ nhau luôn đi. Và ngày hôm nay là xác định là đi ra để đánh nhau, chứ đâu có phải xác định là đi ra để chửi nhau đâu. Mà đấy mọi người thấy không? Trời ơi, ra xong bắt đầu mẹ cậy là có người ta đi, người ta áp tải ra đi ra để lấy các thứ, xong thì mẹ xây hai giống như kiểu mày là anh hùng ấy. Xin lỗi mày nhá. Cả cái cộng đồng mạng đang nguyền rủa như một đống cứt. Ok chưa? Cái loại cái thứ bố mẹ cái gì cái kiểu đấy. Bố mẹ mày như thế mà mày dạy con thì mày cái kiểu đấy. Mà xin lỗi luôn nhá, là cái loại này ấy là đã đi ra xã hội và xưng hùng xưng bá rất nhiều rồi. Đây nó chỉ gọi là một cái tai nạn nghề nghiệp thôi. Tức là đã đi chửi người, đánh người rồi và đã có mẹ thiên
gọi là tiền án tiền sự thiên tình sử từ trước ấy rồi, chứ không phải là đến bây giờ mới có. Nhưng mà chẳng qua là hôm nay là số xin lỗi vì đời quá đen. Thế thôi, gặp mẹ đúng một cái con chả có gì để mất cả, ngoài mẹ follow ra. Em nói thật em có gì để mất đâu, mọi người thấy không? Em đăng một cái thì thôi, em cũng mong rằng cộng đồng mạng giúp em, như vậy thôi. Mày có biết bố mày là ai không, nghe sợ quá. Và nhá, em mới lại ngồi em phân tích cho các tình yêu. Nếu như một dạng một nhà trường đàng hoàng nhá, thì khi chúng tôi yêu cầu được ngồi đối thoại nói chuyện trên tinh thần hợp tác giữa các bên đánh và bị đánh, thì tại sao nhà trường không đứng ra để nhà trường giải quyết cái khâu đấy? Nhà trường là người đứng ra ngồi ở giữa, và giữa hai bên đánh và bị đánh, để cho chúng tôi được ngồi nói chuyện với nhau. Nhà trường làm mẹ ngay câu tao sẽ cho mà chúng mày điện thoại, số điện thoại chúng mày tự liên hệ với nhau. Ôi mẹ, thế là thế đéo nào hả mọi người? Đang một câu chuyện là con đi học bị đánh thành mẹ luôn, bố mẹ đánh nhau. Trời, thế có đi chửi không? Nó có chửi được không? Hay là bây giờ, dạ I'm sorry, nhưng mà I don't speak English, không biết nói, thực ra là tiếng Anh có biết đi chăng nữa thì lúc đấy cũng không chửi được, bởi vì là máu nó lên não mà nó toàn tiếng Việt thôi, mọi người hình dung không? Thế là bố mày chửi tiếng Việt thôi, nói tiếng Việt có dấu cho nó nhanh. Trời ơi, chửi tiếng Anh không bao giờ chửi lưu loát được bằng tiếng Việt được, ok. Em rất là mong cầu rằng mọi người nhá, 500 anh em Facebook, mọi người sẽ tìm ra được info. Mọi người sẽ tìm ra được information. Trời ơi, thả mặt ra quá trời thả luôn em ơi. Em phải nói rất thật với cả mọi người ấy. Em khẳng định một điều rằng em là một người rất là biết sống và rất là nhẫn nhịn, và rất là alo. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề là gặp những cái trường hợp đấy thì em xin lỗi rằng cái liêm sỉ gì tầm này. Em không có liêm sỉ gì tầm này cả. Đánh em tha, em nói thật này. Nếu như phụ huynh nhà khác ngày hôm nay mà lúc mà đi vào bảo con ơi con cho câu hỏi tại sao con đánh bạn ấy, thì mẹ em đập cho vỡ mặt lồn ra rồi. Em xin lỗi, em chửi mọi người, em chửi tí mọi người ạ. Em đập vỡ mẹ mặt nó ra rồi. Lúc đấy em có cơ hội em ra em táng một phát vào mặt vào mõm nó luôn chứ em sợ gì. Nhưng em đã không làm như thế. Bởi vì em đang trên cương vị em là một người phụ huynh. Ok, em đang trên cương vị là một người phụ huynh. Em thực sự muốn hỏi xem giữa các con như thế nào. Và em muốn là một cái người đứng ra để giải quyết. Thế nhưng mà rất là buồn rằng là nhà trường không cho phép em làm cái việc đấy. Và gia đình của nó cũng không cho phép em làm cái việc đấy. Thì thôi em đành phải mất dạy thôi. Ô hay. Thế đành mất dạy thôi. Và tôi nói luôn nhưng mà nghe này là tôi chả phạm pháp. Tôi có chửi tôi cũng đâu có phạm pháp. Thế thôi, tòa án lương tâm của tôi cho phép tôi được chửi lúc đấy. Tôi chả phạm vãn, tôi chả phạm lỗi ai cả. Cái thằng thầy ngu thì tao bảo là nó ngu. Mà nó ngu thật mà. Mày ngu là ở cái chỗ là đáng lý ra ấy, là mày phải nói rằng là bây giờ trước hết là tôi rất xin lỗi các quý vị phụ huynh vì đã để cái trường hợp nó như vậy xảy ra. Bởi vì con này là nó đã bị đánh từ trong trường rồi, và ra trường, ra ngoài cổng trường thì bắt đầu mới lại bị tẩn tiếp nữa. Và nó là thành hai hiệp. Và nếu như ấy, mà chúng nó muốn chối bỏ trách nhiệm theo cái kiểu là tất cả mọi thứ xảy ra ở ngoài cổng trường thì bây giờ nhà trường không tham gia, không thế nọ thế kia, thì tao nói luôn, con tao nó đi xe buýt về. Và khi con tao chưa bước lên xe buýt thì vẫn là trực thuộc. Khi mà con tao chưa từ xe buýt trở về nhà, chưa bước xuống đến nhà ấy, nó vẫn trực thuộc về trách nhiệm của nhà trường. Tiền xe buýt tao đóng mấy chục triệu một năm thì nó phải vẫn phải trực thuộc trách nhiệm của nhà trường chứ, đúng không? Để cho nó đánh từ trong đấy mà đánh ra đến ngoài, xong rồi bây giờ mẹ bảo nhà trường vô trách nhiệm á. Từ đầu đến đuôi đúng thật là không nghe được câu xin lỗi luôn. Nó không hề xin lỗi luôn, và nó nói với em rằng là bây giờ mày came down cái mả mẹ mày, came down cái gì? Ủa came down cái gì? Con tao đang bị bầm dập như thế mày bảo tao came down cái gì? Tao thành mọi người thì ngu không? Mày muốn tao came down, mày phải mời tao vào một cái phòng nào đấy. Mày phải mời một cái con mà mày phải biết là tao là con kiến chúa. Con kiến chúa là con chỉ có đi đánh nhau với chửi nhau thôi. Và tao đã mẹ đóng cái vai ác ngày hôm nay rồi. Thì đáng lẽ ra ấy, mày phải, bọn này nó ngu thật mọi người. Em nghĩ rồi, bọn này nó ngu. Nó nhìn này, em đang nóng như thế đúng không? Thằng thầy nó trước hết là thôi tao xin lỗi, tao thế này thế kia, bây giờ nó sẽ mời em vào.
điều đầu tiên nó để cho em, nó đặt cho em một cái chai nước 1,5 lít mẹ đi, nó bảo em mày mới tu hết cái chai nước đi xong rồi tao mày nói chuyện. Ờ mẹ nó nói thế xong cái có khi mình phì cười, mọi người hiểu không, nhưng mà nó ngu, nó lại bảo là mẹ mày phải câm mồm, mày không được gào lên, mày không được thế nào thì ông ta đuổi mày ra khỏi trường, đuổi cái con mẹ mày chứ ở đấy mà mày đuổi tao. Mọi người thấy ngu không? Nước mày không mời tao, phòng mày không cho tao đi vào, mày không mời tao đi vào trong một cái phòng riêng, mày cho tao cứ đứng giữa thanh thiên bạch nhật tao chửi. Mà rồi ôi mày cứ nghĩ sao, mày nghĩ là mày bảo là tao chửi ở đấy, tao sợ xấu hổ, tao sợ liêm sỉ, tao liêm sỉ cái đéo gì bây giờ hả mọi người, tao liêm sỉ cái gì? Hay là bây giờ ấy tao sẽ đi xin lỗi, xong ngày mai chúng nó sẽ cầm phóng lợn, chúng nó đâm con tao một phát lòi ruột, và tao mất công tao chối, tao mãi đẻ được con tao, tao đa năng bùng trứng, mãi tao đẻ được đứa con, tao nuôi nó bằng tương đây lớn luôn, mà chỗ nó ngoan nó hiền như thế. Xong ngày mai sẽ làm cuộc điện thoại của nhà trường gọi điện về nói chị ơi, con chị đánh nhau với bạn chết rồi. Ôi chị mẹ, thế lúc đấy chắc là thôi chứ em cũng đi chết luôn mọi người ạ. Em nói thật, bởi vì mọi người hiểu rằng là cái gang tức, cái ranh giới sinh tử, cái ranh giới của mọi sự này kia nó rất là mong manh, nó rất là mong manh. Cái câu chuyện bạo lực học đường nếu như chúng ta không xử lý triệt để nhá thì sẽ nhiều đứa chết. Em nói thật, mọi người nhìn thấy bao nhiêu cái tấm gương đứa này đứa kia bị sứt đầu mẻ trán thế này thế khác, nhưng mà vì bố mẹ là những người thấp cổ bé họng, bố mẹ là những người thấp cổ bé họng, đôi khi nhà bên kia nó gọi là nhét tiền muốn bãi nại các thứ này kia, thế là thành bãi nại và trường nó có thế này thế khác, nó dập. Còn em á không bao giờ dập được, never dập. Nào ok chưa? Xử lý quá kém. Em nói thật, nó xử lý quá kém mà nó quá ngu. Cái ngữ mà con ấy mà, cái ngữ con ấy mà đi ra xã hội ấy, mà mày có biết tao là ai không ấy, thì sau rồi chỉ có bốc cứt thôi. Các cháu ạ, bà Bi Vê Nốc hôm nay, bà Bi Vê Nốc nói thật với các cháu nhé, bố mẹ các cháu ấy rách nờ đẻ ra các cháu ấy nhá, cố mà ăn mà học nên nó đã thành người, hiểu không? Không á là không ăn học thành người mà nó thành ngợm ấy, mà sau này đâm dây chém mướn ở bạn nó có chết ấy, mà đi tù ấy các cháu ạ, vào nó đánh cho mướp người luôn á, cháu không hiểu đâu, các cháu chưa hiểu xã hội là thế nào đâu các cháu ạ. Hôm nay là cô rất là hiền luôn đấy, cô đang hiền, cô ngồi ngay ngắn ở đây, cô chờ bố các cháu đến ăn thịt cô đấy. Mọi người nghe cái tiếng thở của em là mọi người biết là em đang, mẹ mà đang lên cơn rồ rồi đấy mọi người ạ. Nhà các cháu có giàu ấy, dáng mà ăn mà học mà tu nhân tích đức đấy các cháu ạ, có sức mà hưởng. Còn các cháu đi ra ngoài xã hội ấy, lần này các cháu đánh được người ta, lần sau ấy người ta đánh các cháu, nhỡ may người ta xiên các cháu một cái, các cháu chết, có sức hưởng không hả các cháu? Mà ra xã hội ấy mà, các cháu ơi, đừng có tưởng rằng những cái đứa hiền ấy là nhà nó cũng hiền như nó đâu các cháu, không có đâu. Mọi người có công nhận không? Thả cho em một like cái coi. Đi ra xã hội bây giờ ấy khiêm tốn thôi, cô nói thật. Còn các cháu phải hiểu một điều rằng ấy, tất cả những đứa trẻ mà nó được vào trong cái môi trường quốc tế, nhà không có đứa nào là không có tiền. Và xin lỗi các cháu luôn nhé, là tiền ít hay tiền nhiều cũng không ai xin của nhà các cháu. Các cháu được hưởng một cái quyền lợi môi trường như nhau, giáo dục như nhau. Các cháu ăn của các cháu, các con cô đâu có ăn của các cháu đâu, mà sao các cháu buồn cười thế nhỉ? Có cái túi 3,7 triệu à? Cái túi đấy cũng về sân si với bạn. Có cái bình Starbucks các cháu về sân si, cô nói thật nhà cô chả có gì ngoài bình. Cô nói thật. Mẹ cái gì chứ kim cương hột xoàn với cả gara ô tô như nhà các cháu cô không có, nhưng mà bình Starbucks cô nhiều lắm luôn ấy. Cô nói thật. Cái tư duy này này, cái tư duy, cái hệ nhận thức và cái hệ giáo dục ấy, em hy vọng rằng ấy, những anh chị nào mà làm bố làm mẹ mà, chúng ta nên để các con chúng ta bớt ảo tưởng sức mạnh lại nhá, bớt ảo tưởng sức mạnh lại. Đừng bao giờ dạy con rằng là đi ra ngoài ngứa mắt đứa nào đánh chết mẹ nó đi, rất ngu. Bởi vì bây giờ ấy, đặt một cái bài toán như thế này nhé, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Ngày hôm nay nếu có một con ốc, nó có anh của nó có chú nó có bác nó, mẹ bác nó cầm súng đến nó bắn cái pặc vãi mày chết mẹ mày, thế có phải mày ngu không?
Nào thì có phải mày ngu không? Tất cả những thằng to mồm mới xử bằng một, đúng một viên kẹo đồng là xong. Có vậy thôi. Bọt. Xong. Từ đấy họa mi không còn hot nữa. Lúc đấy thì tao cũng chưa cần biết phân xử câu chuyện rằng là chúng ta là con nhà ai, cháu nhà ai, ông nào chết mẹ nó rồi còn đâu nữa mà con với cháu gì. Mày chết là mày thiệt. Nào đúng chưa? Bây giờ cứ chết là thiệt à? Mà đi ra xã hội ấy, có nhiều đứa ấy mà trông ấy, trông nó rất là kiểu như là nhẹ nhàng đằm thắm đấy. Mẹ đến sau này mà tao cho con tao nó đi học võ, sao mẹ đang đánh nó một cái nó gạt cái chân cái ngã lăn quay ra, nó có phải kỳ không? Nó thật. Mình ngồi mình nghĩ bụng thế nó cũng kỳ, mọi người hiểu không? À, nó đăng story kêu hóng drama đỉnh của chóp đấy. Ok, cộng đồng mạng, mọi người cứ làm việc hộ em. Thế thôi, cứ làm việc thôi. Để xem ấy, cứ quen biết. Quen biết thì cứ báo chí. Cứ báo chí. Mà này này, các cháu ạ, bố các cháu còn phải làm ăn. Bố các cháu là người có uy tín. Bố mẹ các cháu cũng phải xây dựng uy tín trên thương trường và chiến trường để làm ăn được. Các cháu hiểu không? Và bản thân các cháu sau này còn phải đi ra đời, còn phải dựng vợ gả chồng. Cuộc đời các cháu đừng có nghĩ rằng một cái phốt ngày mai người ta sẽ quên. Các cháu ạ, đến khi các cháu lấy chồng ấy, các cháu muốn vào nhà danh gia vọng tộc ấy mà, người ta lại moi cái phốt đấy ra là sao lấy được chồng. Mọi người hiểu không? Sao lấy được chồng. Mà xin lỗi anh ấy, là cái thái độ, cái cách văn hóa ứng xử của anh như thế ấy, thì uy tín của anh cái loại mà gọi là cái loại mà văn hóa nùn ấy, văn hóa nùn ấy, nờ nùn ấy, mọi người hiểu không? Văn hóa nùn ấy vào say hi với say hello ấy. Đấy, khi làm sai, người ta làm sai người ta biết cúi đầu xin lỗi ấy. Đó mới là cao nhân. Còn cái loại mà làm sai mà đi ra mà cười khạc xong về mẹ vỗ ngực, ôi hơi nên tao đánh được người này này ấy, thì chúng mày chỉ là hàng tiểu nhân, hàng cặn bã xã hội mà thôi. Chúng mày chỉ là cái hạng mà mẹ tao đạp cái mặt chúng mày xuống, tao di cái rách lên mặt mày như này này, chỉ là cái hạng đó thôi. Đi ra xã hội bây giờ thời buổi nào 2022 rồi còn hổ báo với cả có quan hệ. Ôi giời ơi. Đó, xong lại còn vào bây giờ về lập Facebook ảo, mới link ảo các thứ này nọ kia để vào để nói nọ kia. Thôi, nói tóm lại là gì? Nói tóm lại là câu chuyện ở đây ấy, là ngày hôm nay bây giờ em đang làm cái livestream này để em ngồi em nói chuyện với mọi người, và từ hôm qua giờ em chưa ăn một gì luôn. Thì cô nghĩ rằng là hôm nay đón con xong về sẽ được ăn uống các kiểu, sẽ được bữa tử tế cuối cùng đi xử lý cho nó cái việc đấy. Câu chuyện là con em ấy nó sẽ được nghỉ học từ ngày mai. Và sau đó em sẽ rút lại toàn bộ hồ sơ giấy tờ và em cho con em đi sang Sinh du học. Em sẽ cho con em đi sang Sinh. Đi Úc bây giờ làm hồ sơ giấy tờ nó bị lâu ấy, thì bây giờ em cho con em đi sang Sinh. Tao giải quyết bằng tiền, thế thôi. Có vậy thôi. Mà mọi người ạ, nói chung ấy, sống ấy, mình sống mà nói thẳng với mọi người này này, mình sống với mình ở bên cạnh cái đống cứt ấy thì mình sẽ bị thối theo. Cho nên em không có nhu cầu cho con em ở với cái đống cứt đó nữa. Có vậy thôi. Kể cả cho dù ấy chúng mày có quan hệ ấy, mà tao có không, mà tao đéo cần phải kiện cáo. Nào, nếu chúng mày thích quan hệ không? Còn tao nói trước này, nếu mà chúng mày lấy quan hệ ấy, thì bắt đầu vào đến cái màn nào đấy, màn chào hỏi các thứ này nọ kia, thì lúc đấy mới biết thế nào là lễ hội nha các con căn vợ ạ. À, chúng mày phải hiểu Bắc Kỳ bọn tao là cơ chế nó khác lắm. Cái Bắc Kỳ bọn tao cơ chế nó khác. Ok chưa? Lãnh đạo toàn ở ngoài Bắc thôi mà mày. Lãnh đạo đâu ở trong Nam mấy đâu. Tao sợ lắm. Em không có nhu cầu cho con em học ở môi trường giáo dục đó nữa. Kết thúc năm học từ kể từ giờ phút này và con em sẽ được ở nhà, ở trong vòng tay em. Đi đâu em sẽ đưa con em đi. Và em sẽ xin cho con em trong thời gian sớm nhất là trong vòng tháng 6 em sẽ đi Sinh. Và em sẽ xin cho con em đi sang Sinh, bởi vì là đấy là nhanh nhất. Sinh ấy thì tất cả mọi thứ giải quyết bằng tiền. Có vậy thôi, giải quyết bằng tiền mặt. Mà đi sáng Sinh ấy, em khẳng định rằng học trò, học sinh nó không có chuyện đánh nhau, nó không có chuyện soi nhau. Một cái đất nước văn minh nó không bao giờ đánh nhau cái kiểu đó. Mà cũng không có những cái quý vị phụ huynh cái kiểu đó mọi người ạ. Em cho con em đi đã. Em cho con em đi một vài năm. Xong sau đó thì em thích đi đâu thì đi. Thế là xong. Có cái gì đâu. Mọi người công nhận không? Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều. Chị chốt rồi. Chị đã chốt rồi. Và con sữa nó chỉ còn học có vài ngày nữa thôi. Con sữa thì nó đến giữa tháng 6. Bây giờ chị phải xem mấy, còn con ốc là xong rồi. Con ốc là xong rồi.
Chị nói với em như này này. Ở cái xã hội này, với những cái thành phần mà dòi bọ lên làm người ấy, mà bây giờ cái thời kỳ nó mạt pháp, càng ngày nó sẽ càng có những cái cảnh mà chị nói với em, nó sẽ cứ nào thì nhảy lầu tự tử, mẹ ôm con tự tử, bồ nhí của vợ đánh con, giết con, các thứ này nọ kia. Chị thực sự ấy, có thể chị không nói, nhưng chị rất stress khi chị phải sống ở trong một cái môi trường như vậy. Mà em ơi, tiền nhiều thì để làm gì khi mà bây giờ chúng ta không an toàn? Bởi vì thực sự ra ấy, chết chúng ta không mang đi được. Mà chị đã xác định rằng kể cả cuộc đời của chị, chị bây giờ có mai chị có đi, chị mặc slip sách, ngày mai chị không có cái xe chị đi, chị đi bộ, nhưng chị khẳng định trường nào tốt chị sẽ cho con chị học trong môi trường đấy. Còn không thể nào mà con chị nó có thể đứng chung hàng ngũ với những thành phần khố rách áo ôm cặn bã mới có tiền cái kiểu như vậy, và xử sự vô văn hóa như vậy, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng thành cái tâm lý và ảnh hưởng. Và ngày hôm nay thực sự chị phải nói là rất là sốc. Mọi người không sốc lắm, không thể nghĩ được là trong trường nó xảy ra những cái trường hợp như vậy. Sốc lắm. Các cháu ơi, cô nói thật với các cháu luôn là cô không phải là cái thùng rỗng đâu, mà là cô hẳn làm cái bể rỗng luôn ấy. Mà các cháu biết bể rỗng là bể gì không? Bể cứt ấy, mà nó rỗng luôn đó các cháu. Bể đựng cứt ấy các cháu ạ. À, nên đừng động cô. Các cháu thân yêu quý ạ, các cháu đừng có lập Facebook ảo các cháu ạ. Lập Facebook ảo nó bảo tao có trùng dỗ kêu to. Mày đến đây mà ăn thịt tao này, mai tao nổ cho cái địa chỉ, tí mày nhắn cho tao mẹ mấy cái đứa kia nhá. Nhắn làm ơn các cháu ơi, các cháu nhắn cho cô một cái inbox cho cô, rồi cô gửi địa chỉ cho, đến đây mà đánh cô nè. Cô live stream cho mà đánh. Đến mà đánh. Chưa đánh người thì cái gì? À, chưa đánh người mặt đỏ như vang, mà đánh người rồi mặt vàng như nghệ. Nếu như ấy mà các cháu vào các cháu comment mà mọi người bênh các cháu ấy, thì các cháu hãy nên nói, tiếp tục nói chuyện. Còn cô nghĩ nếu như mà các cháu vừa mới sủa một cái mà tất cả mọi người cùng vào chửi ấy, các cháu nên đứng trước gương và soi lại cái bản thân của mình đi. Bênh bạn là tốt nhá. Bênh bạn là tốt, quân tử là tốt. Ok, chơi với nhau tinh thần đoàn kết là tốt. Những cái đoàn kết để cùng nhau đi lên, để cùng nhau phát triển, nó khác với cái đoàn kết để cùng nhau đi xuống. Và các cháu ấy là một phát là đi xuống lòng đất đấy. Các cháu hiểu không? Top top ý, trên top top người ta bảo các cháu đi xuống lòng đất đấy các cháu ạ. Lại còn thích để tổ quốc khắc tên anh à? Vào mà một mình có cháu đi ngồi chửi với 2600 người, cô nó thật, cô bái phục. Cô khâm phục bố mẹ các cháu. Cô phải khâm phục bố mẹ các cháu về trình độ sản xuất của các cháu. Bởi vì sản xuất những đứa con quá thông minh, xuất chúng luôn, làm những việc mà không ai làm được. Cô không phục bố mẹ các cháu. Cô nếu được á, mà cô mà có thể là cái người mà có thể trao bằng khen ấy, cô trao cho bố mẹ cháu là 100 cái bằng khen về tội đẻ giỏi, dạy giỏi, nuôi giỏi. Cái thứ cái ngữ gì ở đâu đi đánh con người ta mà đánh xong lại bảo là tại đi cà khịa. Các cháu ạ, các cháu nhìn thấy bốn đứa không? Cái đứa mà thánh thiện ở trong mắt các cháu ấy, không sứt, không lấy nổi cọng tóc mà ra còn cười khạc 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 khạc, trong khi mà đấy mấy cái con của cô, thôi hôm nay là ít nhất là bây giờ là 4-5-7 đứa là chuyển trường rồi đấy, 4-5-7 đứa nhà em, bởi vì em nói chuyện với bố mẹ của mấy đứa rồi nhá. Mọi người thử nghĩ xem là nhà chị kia, nhà phụ huynh kia chuẩn bị tới đây, đang chuẩn bị đóng gần 2 tỷ bạc tiền học. Mà phụ huynh ấy, đúng thật là kiểu như mấy cái trường này mọi người cứ kiểu hay nói giảm đi ấy, có tỷ mấy mà thực ra là gần 2 tỷ. Mọi người thử nghĩ xem, 600 triệu một đứa mà bây giờ đóng 3 đứa tỷ 8 cha rồi, còn chưa kể là nếu mà phí đưa đón các thứ nữa. Mà phí đưa đón nó tính theo đầu người chứ không có tính theo kiểu là nhà có bao nhiêu đứa thì được giảm này nọ kia luôn. Đóng gần 2 tỷ bạc. Xong rồi ngày mai mọi người ạ, ôi lúc đấy chắc chết đấy. Em nói thật, em không dám nghĩ đến cái cảnh đấy đâu. Em không dám nghĩ luôn, em sợ bọn này quá. Em sợ quá luôn. Nó ác thế hả mọi người? Ác quá. Và nhá, khi gia đình ấy không giáo dục được,
nhà trường không xử lý được, xã hội loạn, nó là loạn, và bằng chứng là đã loạn rồi đấy. Và nếu như ngày hôm nay cái trường hợp này xảy ra mà nó lại ở một cái người mẹ mà lại ít follow, một người mẹ thấp cổ bé họng là vụ này trôi, đúng không? Là vụ này trôi là xong, thả hồn vào mưa. Nhà trẻ con đáng trách 1 thì thằng bố và nhà trường đáng trách 10. Nếu như nhà trường tiếp tục thế này và gia đình tiếp tục như thế này thì cứ yên tâm rằng cháu ơi, cháu sau này mà cháu lớn lên ấy mà cháu không gọi là tệ nạn ấy mà, cô đi đầu xuống đất. Cháu mà không cầm đầu giang hồ giang háng là cô đi đầu xuống đất luôn. Mà cái cỡ cháu ấy chỉ đi giang háng thôi chứ không có đi giang hồ được. Giang hồ nó không đến mức như vậy. Chỉ có đi giang háng thôi. Mà kể cả bố các cháu ấy mà đi mà không cẩn thận là mấy bữa nữa nó cũng giang háng nhà ấy, hiểu không? Em ơi, em nhìn em thử nghĩ xem là cái vụ mà cái con bé đấy nó giết người đấy mà cộng đồng mạng nó còn làm được. Cộng đồng mạng mọi người còn làm một cái sùm beng lên xong cùng phải xử một cái án điểm như thế thì chị em nghĩ sao mà bây giờ mà dập được cộng đồng mạng à em? Mà nói thật chứ bây giờ ấy, bọn mình có đẻ được nhiều con đâu. Mỗi một gia đình, mỗi một người đẻ được có 1-2 đứa con. Mà nếu như hôm nay, ngày hôm nay ấy, nó chỉ dừng lại ở cái mức độ là đi học bị bạn đánh, đánh nhẹ, đánh xây sát này nọ kia, nó đấm cho một cái vào ngực như thế, nó chưa có ảnh hưởng gì thì không sao. Nhưng mà nếu ngày mai mà đi học mà nó cầm mã tấu, nó cầm dao, nó xiên một phát lòi lòng, lòi ruột ra, xong đi cấp cứu mà con mình nó chết thì em nghĩ sao? Cái xã hội này nó, đây nó thể hiện một sự suy đồi về mặt đạo đức, suy đồi xuống cấp một cách trầm trọng về mặt đạo đức. Nói thật với em, Tây ta hay Tàu gì cũng như nhau mà thôi. Tức là tất cả những thành phần, dù là Tây, là ta, là Tàu, là gì, là ông tướng, ông hoàng, bà tướng đi chăng nữa, nhưng sống ở cái đất nước này cũng chỉ có đến như vậy mà thôi. Nào, đúng không? Mọi người thấy công nhận không? Xong bây giờ các cháu định bẻ trắng tay đen, các cháu bảo là cô phụ huynh, cô mất dạy, cô thế nọ, cô thế kia. Các cháu ơi, các cháu thông cảm nhé. Facebook của cô từ ngày lập nên ấy, cho đến bây giờ ấy, mọi người đều hiểu cái tính cách của cô hết rồi các cháu ạ. Các cháu có nói cỡ nào đấy, cho nữa các cháu vào, các cháu xem thử hộ cô một cái, xem 1.000 comment thì bao nhiêu cái bênh cô, còn bao nhiêu cái là của các cháu. Con người ấy, nó hơn nhau ở cái chỗ đấy. Nó hơn nhau ở cái chỗ là lúc người ta gặp hoạn, gặp nạn ấy, người ta sẽ có rất là nhiều người. Người ta có rất là nhiều người, người ta cùng đồng hành. Cô không hề đơn độc. Ok. Cô không hề đơn độc các cháu ạ. Tất cả mọi người đang truyền lửa cho cô đây này. Các cháu ấy, và bố các cháu ấy, và những cái thành phần mà quen biết ấy, vì thế nọ thế kia thì bộ công an, cái gì đấy các cháu ơi. Nhỏ lắm các cháu ạ. Đã nói là quan nhất thời và dân vạn đại các cháu ạ. Về hỏi bố hỏi mẹ các cháu là quan nhất thời và dân vạn đại là gì? Quan nhất thời là chỉ có thời mà thôi. Còn dân vạn đại ấy là muôn năm. Không có thời. Có cái thùng kêu to thế đấy. Chứ mà chúng mày thử động vào đi. Em ơi, đây nó là trực thuộc về một hệ giáo dục. Thứ nhất là gì? Chị cho rằng bên phía nhà trường, thứ nhất là khi mà cái mùa dịch Covid, bố mẹ không kiếm được tiền, các con bây giờ bị dụng nhiều quá, tức là bị dụng hết tất cả những cái đứa mà nhà giàu, nhà giết các thứ bị dụng, thì thành ra rằng trường bây giờ nó mới không đủ tiền để gọi là để duy trì cái trường đấy. Thế thành ra là học sinh cá biệt này, mất dạy này, hạnh kiểm trung bình này, rồi là học sinh không biết tiếng Anh hay cái gì là nó nhận hết. Nó bị một cái như vậy. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phía hiệu trưởng nhà trường, chị cho rằng là một, lương bị cắt giảm. Hai, thuê những thằng vớ bao ẩn vào Tây, nhưng mà không có một cái nghiệp vụ. Em xin lỗi mọi người, em không ăn gì, em muốn em bị ợ, em xin lỗi. Thuê những thằng không có nghiệp vụ vào đứng đấy làm cảnh, cho nên xử lý ngu. Có vậy thôi, đúng không? Và chỉ có như vậy thôi. Và gì? Và phụ huynh chúng ta
cứ lúc nào cũng một lòng là gì, con ơi cố gắng học lên nhà, mẹ sẽ cố gắng, mẹ sẽ đi bán máu để nuôi con ơi con cố gắng học lên đi nhé, không cẩn thận ngày mai hút xác con về. Sợ quá. Mọi người ạ, em sợ quá. Nên em hy vọng rằng tất cả mọi người, những người mà đã được cùng nghe, cùng chứng kiến, cùng tức là hỉ nộ ái ố cùng với những cái cơn, cái nguồn cơn của em nãy giờ, ngày hôm nay em rất cảm ơn mọi người. Bởi vì á, là thực lòng mà nói thì chưa bao giờ em có những cái phát ngôn thiếu suy nghĩ, hay là em nói chuyện mà nó không chửi bậy, chửi tục các thứ trên Facebook, là chưa bao giờ em như thế. Nhưng em xin phép ngày hôm nay vì động một con em, em xin phép được hiện nguyên hình nhá. Còn nếu mà giả sử ấy, mà em bị mất hình ảnh, em không sống được ở Việt Nam nữa, thì mẹ say goodbye, sayonara, em đi sang nước ngoài là xong. Ok, em đi sang nước ngoài em kiếm một thằng Tây em lấy là xong. Một thằng mà em nói tiếng Việt, em chửi tiếng Việt, nó không biết em chửi lúc nào, nó thấy mồm em, ôi trời ơi mẹ, ôi sao mẹ xinh thế, mẹ duyên thế, bố rất yêu mẹ. Sẽ có những thằng như thế, bởi vì mình chửi nó đâu có hiểu đâu. Mà bọn Tây mà nó cho chửi thoải mái, tự do ngôn luận. Mọi người hiểu không, xem mấy cái phim mà phim Mỹ, trời ơi nó phắc liên tục, nó phắc quá trời phắc luôn ấy. Rồi là tổng thống Obama cũng phắc quá trời, cái gì Donald Trump ấy. Anh chùm nhà em ấy. Đấy, anh chùm nhà em ấy còn phắc. Chứ em rồi, em nói thật mọi người, em ở thuộc loại cùn dỉ, có gì đâu mà em không chửi. Ok. Đó. Nên là gì? Rất cảm ơn mọi người đã lên tiếng dùm cho em. Bởi vì ấy, cho dù ngày hôm nay em có sử dụng hết công suất, hết âm lượng, ngày mai tắt tiếng đi chăng nữa, nhưng một lời nói, một tiếng nói của em, nó thực sự nó không có nhiều sức ảnh hưởng bằng là bây giờ chúng ta cùng như một bó đũa vào để chúng ta làm việc. Và chắc chắn cái việc này em sẽ làm việc với báo chí, em sẽ làm việc với Bộ Giáo dục, em sẽ phải làm việc với cả công an. Và mọi người giúp em, mọi người hãy đứng đằng sau em, mọi người hãy theo dõi giúp cho em, mọi người hãy ấn share tất cả những cái gì mà mọi người thấy rằng là chúng ta bây giờ cần phải có một cái động thái để làm gì, để cho một cái môi trường giáo dục nó được trong sạch, để bảo vệ an toàn cho chính tính mạng của con chúng ta. Bởi vì chúng ta đi làm suốt ngày, chúng ta không thể nào theo dõi các con chúng ta. Chúng ta không đi theo được nó 24/24 giờ, và chúng ta cứ nai lưng ra làm như vậy. Và chúng ta muốn rằng là chúng ta sẽ bằng tất cả những cái sự cố gắng, bằng tất cả những sự đầu tư đấy, chúng ta phải nhận được một cái sản phẩm tốt đẹp, chứ không phải chúng ta nhận được một cái xác của con mình về. Ok. Không phải là ở trong một cái môi trường giáo dục bị đè nén, bị bí bách, mất nhân quyền, bị ăn đòn, bị đánh, bị giết, bị thế này thế khác, rồi là bị khinh miệt, rồi cái này thế khác. Đó. Em rất là mong, em rất là mong gì, mọi người hãy cùng em, mọi người hãy luôn luôn đồng hành cùng với em trong cái việc này. Ok. Và xong sau đấy là em khẳng định luôn là em sẽ cút. Em cút ngay lập tức, và em không có nhu cầu ở Việt Nam nữa. Bởi vì em chán rồi, em ngán lắm rồi. Em thực sự em ngán lắm rồi mọi người ạ. Hôm nay á, mà thực sự cái lúc đấy em lên cơn điên, em cực kỳ là điên, eo ơi máu nó dồn lên não, em điên lắm. Nhưng mà em vừa đi trên đường về mọi người ạ, trời mưa tầm tã như chút nước, nó mưa, trời ơi nó mưa quá, trời mưa không nhìn thấy một cái gì, và em vẫn đang phải rất cố gắng bình tĩnh để lái xe về nhà. Và em vẫn lạy trời, em lạy trời lạy Phật là tại sao ngày hôm nay em lại đến trường để đón con, bởi vì bình thường con em nó đi xe buýt, tại sao hôm nay em lại đến đón con lại đúng ngày như thế. Mà rất may mắn là em xử lý được kịp thời cái trường hợp này, nếu như không ngày hôm nay mà tất cả mọi chuyện bưng bít không ai làm gì, ngày mai em cứ cho con em đến trường, nó xiên con em phát, thấy mẹ luôn. Mọi người ạ, là thấy mẹ luôn. Em vẫn thấy thực sự là đúng thật, ông bà tổ tiên tất cả mọi người vẫn còn đang phù hộ độ trì cho mẹ con em cho đến ngày hôm nay. Và em rất là cảm ơn tất cả mọi người. Và mọi người có hình dung là mình bức xúc đến mức mà nó đưa mình đến từng cái cung bậc, từng cái cao trào cảm xúc ấy. Là gì? Em không biết là con em bị đánh, xong rồi cùng mẹ của bạn kia phải bằng mọi giá phải gọi phải thế này thế kia, rồi phải vận động Mỹ Anh, bắt đầu Mỹ Anh mới nói chuyện là mẹ ơi bây giờ đến trường mẹ bạn con chờ, là mẹ bạn đấy đã chờ một tiếng đồng hồ ở trường rồi và nó không tiếp mẹ bạn đấy.
Sau đến lúc em đến rồi ấy thì bắt đầu là em mới đến em bảo là bây giờ ngày hôm nay con tôi bị như thế, bây giờ tôi yêu cầu tôi thế này thế khác, em đến em làm tình làm tội, bắt đầu nó mới cho em vào. Nó cho em vào xong ấy em chưa kịp một cái gì cả, nó bảo mày câm con mẹ mồm đi, bây giờ mày phải im mồm đi, mày không bình tĩnh nhá là tao sẽ tống cổ mày ra khỏi trường, tao sẽ thế này thế khác. Nếu mà những ai mà hiểu tiếng Anh, biết tiếng Anh ấy, thì mới hiểu được cái thái độ nó rất là mất dạy. Mà nó bảo là bây giờ mày nếu mà mày tiếp tục như thế tao sẽ báo công an. Trời ơi. Mà báo công an xong ấy mọi người, nó báo thật và công an đến thật. Công an đến và Nguyên Văn là đang gọi quần bênh cái nhà kia nữa. Em Lê Trung Hiếu, công an phường An Phú, quận 2. Ok, em còn bênh cái nhà kia chưa gì. Đầu tiên ấy thì Bi mới bảo là ủa thế, em ơi em có hiểu luật không? Em có hiểu thế nào là trình tự không? Em đi đến đây để làm gì? Em đi đến đây để em bảo vệ cái đúng, hay là em đến đây em bảo vệ người yếu, hay là bây giờ em đang đến đây em bảo vệ cái gì? Và đầu tiên Bi không biết được rằng là nhà chúng nó có quan hệ. Xong bây giờ Bi mới hiểu là nhà chúng nó có quan hệ. Thì bắt đầu là thằng kia mới đến như thế. Mà sao em ngu vậy? Rồi xong đó bắt đầu còn bảo là không được live stream, chứ không được live stream, live stream. Tao không live stream sao tao có chứng cứ? Trời ơi. Mà trời ơi, bây giờ có hack Facebook của Bi ấy, là từ nãy giờ mọi người gửi inbox cho Bi rất là nhiều, bởi vì mọi người đã lưu cái clip đó về rồi. Các tình yêu ạ, mọi người lưu rồi. Nói không dừng một giây một phút nào. Cháu ơi, bà Bi Vlog nói các cháu nghe như này này, bị chảy một vết mà nằm viện ấy, cô nói cho các cháu nghe là ấy, cô đâu có nằm viện. Cô không cho con cô nằm viện và cô không ăn vạ là tại vì á là cô muốn con cô ở nhà và cô muốn tiết kiệm tiền viện phí cho bố mẹ các cháu đấy. Còn nếu mà lúc mà cô mà làm căng lên ấy là tiền viện phí phải thanh toán ở nhà cô cơ. Các cháu ơi. Các cháu đầu đất ơi. Các cháu có hiểu đánh nhau ấy, các cháu đi đánh người ấy là các cháu luôn luôn là sai rồi các cháu ạ. Một sự phẫn nộ về mặt cộng đồng mạng như thế này mà các cháu còn vào cố gắng len lói mà sủa. Cô nói này này, nếu ngày hôm nay ấy mà cô để cho con cô ở trong bệnh viện và nó nằm ở trong bệnh viện ấy, cô bây giờ ấy mà con cô mà đến đêm nay ấy mà nó mà nôn chớ ra vì nó bị đấm một cái vào ngực ấy, nó làm đến nó ảnh hưởng đến phổi các thứ ấy, thì lúc đấy là các cháu mới tới công chuyện nha các cháu. Ok. Còn đương nhiên là bây giờ phải đến viện chứ. Không đến viện thì đến đâu? Đến nhà các cháu à? Để ăn đòn tiếp à? Hay như nào? Hả? Sao các cháu quê ở đâu đấy? Mẹ đánh người xong tưởng là hay à? Đánh người xong tưởng là to lắm à? Các cháu đầu, các cháu ơi. Cô nói thật, cô tiếc cho bố mẹ các cháu đẻ các cháu. Cô tiếc quá. Đẻ con ra, mất bao nhiêu công nuôi bằng từng đây lớn. Không biết phân biệt đâu là bát cơm, đâu là bát cất. Bây giờ đưa bát cơm với bát cứt có phân biệt được không? Mà con không biết là phân biệt cái gì đúng cái gì sai. Sao nó ngu thế? Còn con cô ấy mà. Ngày hôm nay nhá mà cô thích ấy, cô thích ăn cơm bệnh viện ấy. Nhá, cô cho con cô nằm ở trong bệnh viện. Ok, nó nằm 1 tháng, nó nằm 10 ngày, nó cứ nay nó bảo nó thế nọ, mai nó bảo nó thế kia ấy các cháu ạ. Nó nằm ở đấy thì cái nhà các cháu chỉ có phải đến thăm thôi. Mà các cháu không đến thăm ấy thì nhà trường phải đến thăm. Viện phí là mọi người sẽ phải đóng. Có tốn kém không? Nào có thích tốn kém không? Hay là cậy là nhà bố mày có tiền thiếu đéo thì tiền đi đóng tiền viện phí cho nhà chúng mày? Ngu, ngu lắm. Thật ngu lắm các cháu ạ. Cô nói thật. Cô tiếc. Thật sự cô tiếc lắm. Mọi người ngu lắm luôn ý. Thật sự luôn ý. Nếu mà là một người có giáo dục và được gia đình giáo dục một cách đàng hoàng và bố mẹ các cháu dạy dỗ các cháu lẽ phải, và các cháu hiểu được rằng, cô tin rằng những cái việc này bố mẹ các cháu không biết. Chứ còn bố mẹ các cháu biết, bố mẹ các cháu không để như thế đâu. Cũng cùng là một cách xử lý nhá. Nếu ta ngồi xuống và ta chỉ cần nói với nhau một câu xin lỗi và ta hòa giải nhau, ngày mai ta có thể là bạn. Còn này á, ta coi mày là cứt chứ không bao giờ là bạn cả. Em ơi, học trường nhà nước nó lại cũng khổ cái kiểu trường nhà nước em ạ. À. Cái giáo nền giáo dục Việt Nam bây giờ, chị phải nói thật với em là cả một cái hệ giáo dục Việt Nam bây giờ, em thử nghĩ xem. Một đứa trẻ trường An nhảy lầu. Bao nhiêu đứa nhảy cầu, bao nhiêu đứa tự tử. Rồi bao nhiêu học sinh gieo mình thế này thế khác. Trời em ơi, thế là cái gì? Xong rồi bắt đầu một mẹ ôm con nhảy xuống tự tử. Thế là một dàn domino nhảy xuống tự tử. Em ơi, chị nói thật với em. Xã hội này chị phải dùng đúng một cái từ là cực kỳ thối nát.
Thôi cô à, cô có dám sao lúc đấy không quay nhân chứng mà ngồi đấy mắng người? Các cháu ơi, cô không phải là cô không quay nhân chứng mà cô còn nguyên một cái livestream, nên là các cháu phải vào xem lại cái livestream đã nhá, xem từ đầu đến cuối cái livestream. Và ấy, cô hy vọng rằng là các cháu sẽ gọi cả bố mẹ nữa vào xem, bạn bố mẹ, anh em, bạn bè, họ hàng, tông ti tổ tỷ ấy, cô dì chú bác, cao tầng tổ khảo, công tầng tổ tỷ của các cháu ấy, đi vào trong Facebook của cô mà xem cái livestream của cô. Các cháu hiểu không? Các cháu hiểu không các cháu? Còn cô nói thật với các cháu ấy là cái trình độ mà chửi người của các cháu ấy, các cháu chỉ le lói một rồi một phút huy hoàng rồi vụt tắt, các cháu ạ. Các cháu có làm sao mà chửi bằng cô được? Cô xin lỗi chứ cái loại các cháu cô còn đẻ ra được ấy mà. Các cháu định cãi cái gì cô hả các cháu? Cô không cần các cháu hỏi cô. Ok. Văn Minh là ngồi live stream mắng người ấy ạ. Con xin không hỏi ở cô. Cô không cần cháu phải học hỏi ở cô. Cô chẳng biết cháu là ai cả. Cô chẳng biết cháu là ai cả. Cô đâu có phải là sư phụ mà đi bái sư trọng đạo. Các cháu về bái sư trọng đạo chính bản thân của mình này này. Mỗi một ngày tự đứng ở trước gương và chất vấn bản thân của mình xem nay mình làm cái gì đúng và sai. Và nhớ này này, cô bảo này, về nhà chuẩn bị một bát cơm và một bát cứt ra bày trước mặt này này. Bao giờ phân biệt được đâu là cơm đâu là cứt thì lúc đấy mới làm được người. Ngày hôm nay cô xin phép luôn các cháu nhé, là cô rất nặng lời các cháu luôn. Bởi vì cô nghĩ rằng ấy, với cái đầu óc tư duy, sự hiểu biết và sự nhận thức của các cháu, nó đang bị lệch lạc rồi. Các cháu ạ, lệch rồi. Mà này, các cháu hiểu không? Một con bò ấy, mà mình có nói cỡ nào chăng nữa, nó cũng làm con bò, chỉ có biết như vậy thôi. Có vậy thôi à? Và cô đánh giá là các cháu ngu như bò ấy. Nói mãi từ nãy giờ không hiểu. Bao nhiêu người ta hiểu, mình không hiểu là mình ngu. Mà cái thằng thầy các cháu cũng ngu luôn. Xong các cháu bảo cô không được lên tiếng á, hay bây cô phải câm mồm. Con cô bị đánh cô phải câm mồm, cô phải sợ, cô phải tỏ ra là cô là người đuổi sợ. Cô sợ quá. Sao bọn nó lại ngu thế nhở? Gọi cả bố mẹ các cháu vào đây. Cô nói rồi, cao tăng tổ tỷ, công tăng tổ khảo, bốn hướng đông tây nam bắc cha trời và mẹ đất, những người anh linh phước mặt phước mày ở cái đất này ấy, các cháu gọi hết lên đây mà ngồi nói chuyện, mà ngồi mà xem là ai bênh được các cháu. Hả các cháu? Em ơi, vào mà nói một câu bị mọi người chửi 10 câu vẫn bảo nói cô thua. Cái hệ nhận thức này và cái hệ giáo dục này và cái môi trường này, cô xin phép từ mai cô cho con cô thất học. Cô nói thật, học với cái lũ đầu đất như các cháu ấy, cô sợ con cô ngu đi. Mà cô nói thật ấy, nó mới đang học như thế mà bây giờ cô sợ quá, cô phải mất bao tiền, cô mất hơn tỷ bạc cô chuyển cho nó sang IB. Cái loại các cháu có sang được IB không, cô hỏi thật ấy. Hỏi thật ấy. Xem cô xem cái bảng điểm cái coi, xem học hành nào nào. Mấy cái đứa ấy mà nó mà học giỏi ấy mà, nó không cãi ngu cãi cùn như vậy đâu. Còn cô bảo nhá, bây giờ có cách này này, để biết xem bố mẹ các cháu văn minh không ấy, mấy cả các bố mẹ các cháu có thượng đẳng không ấy. Ngày mai mình hẹn nhau ra, cô tát cho mỗi đứa một phát. Vậy thôi, cô vả cho mỗi đứa một phát vào alo thôi. Xem có bố các mẹ cháu xử lý thế nào. Xem các bố các mẹ của cháu ấy có sách hết cả các thứ lên không? Để xử cô không hả các cháu? Em nghĩ chị nên nói chuyện bên ngoài với gia đình con bé. Thì em phải hiểu là bố nó bây giờ đang muốn đánh nhau. Bởi vì bố nó cậy có quan hệ và bây giờ đang hẹn ra đánh nhau. Thì bây giờ theo em thì bây giờ là mấy bên gia đình hẹn nhau ra, xong vác đao vác kiếm đi đánh nhau chém nhau hả hay như nào? Xử lý kiểu gì? Nếu như ngay từ ban đầu xử lý với nhau văn minh và ngồi nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng với nhau, chỉ đơn giản là dành cho nhau những lời xin lỗi. Vì con dại cái mang thì nó lại là câu chuyện khác. Nhưng mà đã không ngồi xuống để nói chuyện được với nhau và ngồi thách thức nhau, đụ má đụ ba cặc rái này nọ kia rồi, đã ngồi nói chuyện với nhau như vậy rồi, thì bây giờ em bảo làm sao để ngồi được nói với nhau được bây giờ hả em? Ngồi thế nào được bây giờ hả em? Mà em bảo là phải ngồi nói chuyện. Mà em phải biết rằng là những cái việc như thế này ấy, là không nói chuyện với nhau bằng mồm không chất vấn được đâu nhá.
để cho cộng đồng mạng người ta xử lý. Chú cô, để cho cộng đồng mạng người ta xử lý em ạ. À. Bây giờ ấy, con chị bị đánh, nó còn ra nó vẫy tay, nó cười, nó say hi, nó vẫy tay, nó khiếm nhã, nó bật dậy như thế. Bây giờ mà chị câm cái mồm chị ra, chị gặp nó thì nó đánh cả vào mặt chị ấy em ạ. Nó đánh từ mặt chị, nó đánh xuống này này, chứ không phải đánh con chị đâu. Nó đánh chị về cái tội là ngu nên là để con bị đánh em ạ. Xã hội này bây giờ là năm 2020 rồi, cứ bố mày là ai thì phải gặp cộng đồng mạng. Thế thì con mình thiệt á. Ốc ơi, à, sữa ơi, cho cô, cho cô lên đây con. Thế thì con mình thiệt á. Em ơi, bị đánh là thiệt, em hiểu không? Bị đánh là thiệt rồi nhá. Còn bây giờ ấy, khắc phục cái hậu quả cái thiệt đấy là như thế nào? Đang khắc phục đây này, hiểu vấn đề không? Cái khắc phục hậu quả của cái thiệt đấy của tất cả những thanh niên mà thích ảo tưởng sức mạnh, mà thích cậy quan hệ ấy, mà thích khi mà gọi công an đến mà công an còn nạt nộ cả nhà của cái người bị hại em ạ, thì phải dùng cộng đồng mạng. Hiểu vấn đề không? Hiểu tiếng Việt không? Con chó nhà bạn đang nói gì kìa? Con chó nhà cô nó bảo là đến đây chơi với Choco đi, ngữ của các cháu chỉ chơi với con chó nhà cô thôi. Đúng con nhỉ? Yeah. Yeah, say hi. Đó, mọi người thấy chưa? Nào thích cái con chó nhà cô không? May mà hôm nay con chó nhà tao nó không đi, con chó nhà tao đi á, nó cãi nhau hộ tao luôn, nó sủa hộ luôn. Cho chúng mày tự chửi nhau con chó luôn. Con ơi ra đây con. Để cộng đồng mạng chứng kiến thì chị phải cho mọi người biết bố mặt bố con nó. Em ơi, em làm ơn vui lòng em vào em xem lại những bài mà chị đã đăng. Chị đăng rất đầy đủ mặt bố con của nó. Ok, thì em vào em xem đi dùm chị với. Và tất cả những gì, việc gì đã xảy ra trong ngày hôm nay, mặc dù chị không quay livestream được từ đầu đến cuối, nhưng mà nó đã đều có một cái bằng chứng 1 tiếng 49 phút của ngày hôm nay, lúc chiều ngày hôm nay đã ngồi xử lý với nhau rồi. Và chị khẳng định với em rằng có thể em sẽ nghe chị chửi rất là nhiều ở trong đấy, hoặc chị không lịch sự, chị không thế nào thế kia, nhưng chị cho rằng chị không cần phải lịch sự với những thành phần không đứng về lẽ phải nhá. Không đứng về lẽ phải, mình chỉ nên nói chuyện một cách hòa khí và một cách lịch sự nhã nhặn với những thành phần nó đang hiểu mình đang nói gì. Còn nếu như nó không có ý định nói chuyện với mình mang tính chất xây dựng, và nó muốn đứng ra và nó muốn đối đầu với mình khi nó làm sai ấy, thì ok, vậy thôi. Vậy thôi, những gì mà mọi người đã nhìn thấy đấy. Ok không? Mọi người ạ, câu chuyện nó là như vậy nhá. Thế cho nên là thôi, bây giờ như này đi, tất cả những gì mà Bi cần nói thì Bi đã nói xong rồi, và Bi xin được kết thúc cái câu chuyện ở đây. Và Bi tin chắc rằng tất cả những ai mà là phụ huynh và đang có con đi học, chúng ta đều có chung một tâm trạng, một nỗi bức xúc giống như nhau mà thôi. Và ở đây ấy, chỉ có một vài thành phần ấy, nó là cái người gọi là cái người trong cuộc bây giờ, nó đang rất là le lói, nó muốn thể hiện cái tiếng nói của nó. Nhưng mà mọi người ạ, lẽ phải là lẽ phải, công lý là công lý, chứ làm gì có cái chuyện mà bây giờ nó quốc lộ lên đầu, không bao giờ có chuyện đấy. Cho cô lên đây. Mẹ biết là con bảo mẹ nói đúng rồi, đi lên đây con. Nhá. Mọi người ơi, các cháu nó vào, các cháu nó bảo là bây giờ không nên giải quyết bạo lực bằng bạo lực. Trời ơi, tôi đang ngồi đây này mọi người ơi. Tôi đâu có đánh nhau đâu mà sao tự nhiên kêu tôi giải quyết mọi thứ bằng bạo lực mọi người ơi. Hãy để cho tất cả mọi người đi, còn các cháu yên tâm đi các cháu ạ. Cuộc đời còn dài nhá, cuộc đời còn dài. Cô cho rằng đây là một bài học cho gia đình các cháu và cho các cháu nữa. Cuộc đời còn dài lắm. Nếu ngày hôm nay những điều cô nói mà các cháu không lĩnh hội được vào đầu, các cháu yên tâm rằng ấy là đến khi các cháu trưởng thành, các cháu sẽ hiểu thế nào là cuộc đời các cháu ạ. Các cháu sẽ hiểu. Còn bây giờ ấy, đang trong sự bao bọc của cha mẹ ấy mà, bố các cháu đang gọi là đầu gấu cái đầu ấy mà. Các cháu ạ, các cháu tưởng là bố các cháu to. Không đâu các cháu ạ.
không không hề tí nào đâu. Mà cái loại bố các của các cháu ấy mà đi đến ấy, một thằng đàn ông mà đến mà gọi là thách thức mới đòi đánh mấy con đàn bà, ui dồi ôi các cháu ơi, cái loại đấy à, quê cô không tính tiền, các cháu hiểu không? Cái loại đấy quê cô không không tính tiền, và cô cho rằng rằng là cô rất là xin chia buồn với cả một cái hệ nhận thức và hệ giáo dục của tất cả các gia đình nhà các cháu, nên cô rất là mong rằng là cô rất là mong rằng là những cái lời mà cô nói có thể là bây giờ các cháu chưa hiểu đâu, nhưng mà các cháu hãy ghi nhớ trong đầu này này, và xong sau này các cháu sẽ hiểu nhá. Bởi vì là các cháu yên tâm rằng có những thứ ấy, mình có thể là mình có thể là mình ngang bướng, cho cô lên đây con, mình có thể mình ngang bướng, mình thế này mình thế khác, nhưng cuộc đời nó sẽ có sự va đập để sau này các cháu sẽ hiểu được ý nghĩa của cuộc đời. Chúng ta sinh ra trên đời ấy là để sống và làm người tử tế, chứ còn mất dạy 1 phút 30 giây nha. Ok, Bi xin cảm ơn chân thành, cảm ơn tất cả mọi người. Và Bi muốn rằng là mọi người hãy chia sẻ rộng giúp cho Bi những cái mà những cái clip mà hai bố con vẽ tay chào các thứ này kia thì mọi người chia sẻ dùng cho Bi. Và nếu như mà giả sử mà tôi có bị hack Facebook ấy thì ngày mai tôi sẽ lập Facebook mới, và lúc đấy thì Bi sẽ các thứ cho mọi người nhá, mọi người yên tâm đi. Còn lại là bây giờ ấy là thực sự ra là để nó nói thì ốc nó đang rất là sốc, và bây giờ nó đang thu mình ở trong phòng rồi, không biết nó có khóc hay là gì không. Mẹ thì bây giờ đang giải quyết cái việc của mẹ, nhưng mà từ ngày mai thì con sẽ nghỉ học luôn đó, con nghỉ học luôn, nghỉ non luôn, các thứ này khác luôn, và không có nhu cầu để cho tiếp tục học ở trong một cái môi trường như vậy nữa, với những cái thể loại như vậy nữa. Tôi đi không phải là tôi sợ, mà tôi đi ấy, bởi vì tôi tránh xa những cái lũ hủi lậu bẩn thỉu. Tôi không thích ở gần với những cái thành phần như thế, bởi vì nếu như tiếp tục mà để con tôi ở như thế thì rồi sớm hay muộn thôi con tôi nó cũng sẽ trở nên xấu xa. Nếu như ngày hôm nay ấy, mà cái câu chuyện là bị đánh như này và ngày mai nó lại bị đánh ấy, mọi người hình dung không, dần dần nó sẽ trở thành một cái tâm lý, nó bị ức chế tâm lý ấy, thì sẽ đến một ngày nào đấy nó bùng phát một cái gì đấy mình sẽ không kiểm soát được. Thật sự trẻ con bây giờ đang trong cái tuổi ăn tuổi lớn, ở trong cái tuổi vị thành niên ấy, thực sự là các con là những cái đứa mà nó cực kỳ nhạy cảm và rất dễ bị tổn thương, nên phải nói thật rằng là phải triệt để và phải làm việc một cách rất là triệt để cho những cái trường hợp như thế này, để cho không tái phạm được nữa. Còn đối với tôi xác định là hủi rồi, tôi không dây nữa, tôi không cho con tôi học trường Việt Nam, tôi sang nước ngoài sống rồi xong bye. Và mọi người hãy yên tâm, Bi nói là Bi làm và sẽ rất là nhanh thôi, thì mọi người sẽ nhìn thấy là Bi đang ở nước ngoài rồi mọi người ạ. Đó nhá. Rất là cảm ơn mọi người, và Bi xin được kết thúc livestream ở đây. Từ hôm qua giờ Bi chưa ăn gì luôn, và vì là trời mưa quá to. Thế cho nên là Bi sẽ bây giờ nó hơi tạnh mưa rồi thì sẽ đưa con đi ăn một chút. Đấy, sẽ cố gắng là sẽ động viên con để con đi ăn một chút nhá. Em nhìn cách cư xử của chị. Em ạ, xã hội này ấy chỉ có gia đình và các con chúng ta là tối thượng thôi, bất khả xâm phạm và tối thượng, có vậy thôi. Còn xin lỗi em ấy mà liêm sỉ để làm gì em, không mài ra mà ăn được. Liêm sỉ mấy mặt mũi để làm cái gì, không mài ra mà ăn được đâu nhá. Còn đánh con tao ấy, mẹ cỡ nào tao cũng chửi, cỡ nào tao cũng chơi. Còn nếu như gia đình nó gọi điện cho Bi một câu và hẹn Bi nhá, mà bố mày thích đánh nhau với mày, ok hẹn tao đi, cho tao cái hẹn là tao biết chúng mày đang ngồi xem ấy. Nhá, Bi xin cho thầy cảm ơn mọi người đã ngồi xem livestream này. Và bye bye các tình yêu. Bye bye mọi người.